Chào tất cả các bạn của tôi. Chào tất cả các bạn của Lan nhé. Chào tất cả các anh chị em mình. Chúng ta là dừng lại ít phút để chia sẻ tới các tường dẫn lên Facebook của chúng ta nhé, để chúng ta trao truyền giá trị.
thành công không đến với những người không dám chấp nhận. Để bước lên phía trước, vâng, xin chào tất cả các bạn của Lan. Chào tất cả các bạn của Lan, chào Titi, chào Tột Khán Tuyệt Đỉnh Cô Phong, chào Verpat, chào con trai Trọng Thuận, chào chị Nguyễn Nam Phương, chào Đặng Thiệt. Vâng. Chào tất cả các bạn của tôi. Xin chào tất cả các bạn. Kiên trì không bỏ cuộc và thành công sẽ đến với chúng ta. Chào em. Em chào. Và bây giờ đã là 7:10, nhanh thật đấy. Thời gian trôi đi buồn bụt quý của chú anh chị ạ. Mới đấy xong mà bây giờ đã là 10 phút. Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại. À, chào em, trong những cái ngày này và lúc này, ngay lúc này chuẩn bị một chút nữa thì sẽ diễn ra cầu webinar của tập đoàn đối với các cổ đông. Chắc chắn là hôm nay chúng ta sẽ gặp và nhận được rất là nhiều giá trị trong cái buổi này chuẩn bị Giáng sinh. Đối với những người ở châu Âu và các nước trên thế giới thì người ta lấy cái năm dương lịch là năm chuẩn, thì trong những ngày này người ta chuẩn bị những cái công việc rất là hoành tráng, giống như là người Việt của mình chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Vâng. Em có thấy hào hứng trong buổi ngày hôm nay không? À, tối nay em tin là tối nay sẽ là tối mà có nhiều khán giả nhất. Tối nay là cái em được nhiều thời gian em chia sẻ lên nhiều nhóm, cho nên em nghĩ là sẽ rất nhiều rất nhiều anh chị em cô chú vào biết được để vào nghe livestream. Tin tưởng như vậy bởi vì hôm nay là ngày 12, tức là con số 3, đó là con số của truyền cảm hứng, đó là con số của hành động và trải nghiệm, và con số của thiên thần. À, con số của thiên thần, à, số 3 nó giống như cánh bướm này, à, rất thích là những cái nơi mà tươi đẹp. Và lại đặc biệt hơn nữa thì nó lại là cái con số thái độ của ngày của người vì gia đình. Cái con số 6 là con số mang bụng bầu. Vâng. Giống cái bụng của một bà mẹ, tức là đây là một bậc mẫu nghi thiên hạ. Là một bậc mẫu nghi thiên hạ, tức là gì? Cái con số thái độ này biểu thị rằng những con người mà có con số thái độ là con số 6 á thì thường là người ta chăm lo tới gia đình. Bởi vì một bậc mẫu nghi thiên hạ mà. Cho nên là chăm lo tới gia đình. Và rõ ràng chăm lo tới gia đình thì chúng ta cần phải như thế nào, đúng không? Hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề bằng một cái câu nói của một người đạt giải Nobel về hòa bình. Nobel văn học. Một người Nobel văn học. Và ông đã nói cái câu là gì? Con người không bao giờ khám phá ra đại dương mới nếu không đủ dũng khí rong buồm ra từ đất liền. Quý cô chú anh chị thấy cái câu này hay không? Rất là hay. Đây chính là của nhà văn André Gide. Đây là một nhà văn Pháp và tác giả đạt giải Nobel văn học. Nobel văn học. Quý cô chú anh chị nhé. Người được giải Nobel về văn học. Chúng ta thấy là cái giải Nobel thì nó được dành cho rất là nhiều những cái mảng thành công khác nhau. Và ngày hôm nay, nếu như chúng ta không dám rong buồm ra khơi, bởi vì chúng ta sợ ngoài khơi kia nước sâu và sợ rất là nhiều những thứ mà chúng ta tưởng tượng ra ngoài khơi xa kia, và cũng có rất là nhiều người rong buồm ra khơi và người ta không trở về,
cho nên lại càng tăng thêm cái nỗi nghi ngờ của chúng ta. Tuy nhiên thì anh tóc xoăn mà cho chúng ta những cái cuộc nói chuyện như thế này, anh đã nói điều gì và cái điều đấy nó có đúng với hiện tại bây giờ hay không, và vận dụng vào trong cái thực tế đời thường thì nó như thế nào? Đấy chính là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta trong livestream này. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé, bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Con số 13, con số của bậc thầy, 7:13. Nó lại là con số 2 của sự yêu thương, thế mới lại vi diệu. Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, cũng như quý vị phụ huynh và học sinh thân mến. Ngày hôm nay trong chuỗi hành trình thịnh vượng của chúng ta, Lan rất vui khi được đồng hành với quý cô chú anh chị. Và trong buổi ngày hôm nay vẫn là em Lai, một người em rất là thân thương từ tận Kiên Giang, một chàng trai rất là năng động và một cái tâm hồn, một cái tấm lòng rộng mở. Đó là gì? Muốn trao truyền tất cả những thứ tốt đẹp nhất tới tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, để mọi người cùng có một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, dư giả, đủ đầy. Đó là những cái mục đích chính của những cái buổi live stream. Tuy nhiên thì để tiến tới hạnh phúc một cách bình an thì chúng ta lại cần có những thứ gì? Và trong từng buổi live stream một thì điều đó sẽ được gợi mở. Và chắc chắn rằng là quý cô chú anh chị sẽ nhận ra mình ở đâu đó trong những cái mà những cái buổi live stream nói đến. Và hạnh phúc là gì? Có rất là nhiều những cái chúng ta định nghĩa về nó, hay nói cái khác, góc nhìn về nó. Một người đang mong muốn có sức khỏe thì khi người ta đạt sức khỏe, được điều người ta muốn, tức là toại nguyện cái ý nguyện của mình, thì đó là hạnh phúc. Một người đang đau cái tay thôi vì trượt cái tay một tí, nếu như mua thuốc uống nó hết thì cảm thấy rất hạnh phúc, đúng không ạ? Như vậy thì hạnh phúc nó xảy ra trong đời thường của chúng ta, nhưng cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta để cho chúng ta có thể là có một cái cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng, thì lại có những cái điều mà người ta nói như thế này: có hạnh phúc thì mới thịnh vượng, hay là thịnh vượng rồi thì mới hạnh phúc? Đây là câu hỏi cũng còn tùy theo từng người một, đúng không ạ? Nhưng với góc nhìn của Lan và em Lai ngày hôm nay, nó sẽ là như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp livestream. Và nếu như quý cô chú anh chị nghĩ rằng livestream mà Lan và em Lai chia sẻ đây mang lại giá trị thực sự cho quý cô chú anh chị để có một gia đình hạnh phúc giống như quý cô chú anh chị mong ước, thì chúng ta hãy dừng lại ít phút, thả tim và chúng ta share về các tường Facebook, Zalo và các trang mạng xã hội khác. Và bây giờ thì như thường lệ vẫn là em Lai giới thiệu với quý cô chú anh chị để chúng ta bắt đầu buổi live stream. Dạ, em cảm ơn chị. Em Lai xin giới thiệu với cả nhà là em Lai 41 tuổi, quê gốc em ở Thạch Thất, Hà Tây, và hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Rạch Giá, Kiên Giang. Em rất là hạnh phúc, tự hào là một thành viên của tập đoàn Western Gateway, một tập đoàn lớn nhất của thế kỷ 21, một tập đoàn lớn nhất của thế giới. Rất là vui khi được đồng hành với chị Lan cùng với tất cả các anh chị em cô chú đang xem livestream và sẽ xem lại. Hy vọng rằng mọi người hãy mạnh dạn chia sẻ nhiệt tình để có nhiều mảnh đời, nhiều cuộc đời đón nhận được cái cơ hội tốt nhất của thế kỷ này. Thật là tuyệt vời khi mà quý cô chú anh chị luôn luôn đồng hành cùng với Lan và em Lai, và trong tận đáy lòng của hai chị em thì luôn luôn đó là niềm biết ơn. Biết ơn những người thuận điện đã cho cái buổi live stream này thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh Mark Tóc Xoăn đã cho chị em của Lan cùng được chia sẻ cái góc nhìn của mình tới toàn thể đồng bào của ta ở trong 64 tỉnh thành, nếu chúng ta dượt về tường Facebook và Zalo của hai chị em cũng như của các bạn đang có mặt trong buổi ngày hôm nay mà chia sẻ. Và cũng xin được cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, dù là
bật lên để hiện diện cùng với lại hai chị em, hoặc là chúng ta đang lắng nghe ở đâu đó để chúng ta biết về livestream này. Và cũng như những lần trước thì điều đặc biệt nhất của hai chị em đó là gì? Mong muốn quý của chú anh chị hãy cùng nâng cao chất lượng sống của gia đình mình, nâng cao cái bức tranh tài chính của gia đình mình một cách bình an và hạnh phúc. Vâng, và để tiện xưng hô thì Lan và em Lai vẫn là xưng tên cùng với quỹ của chú anh chị. Tuy nhiên trong quá trình mà tham gia cùng tương tác của hai chị em thì sẽ là những cái lời thân thương giống như trong gia đình ấy. Thì có cái gì đó mà quý cô chú anh chị còn chưa hài lòng thì chúng ta bỏ qua nhé. Bởi vì với 64 tỉnh thành và hàng triệu khán giả thì chắc chắn sẽ có những cái điểm mà quý cô chú anh chị có thể là chưa đồng quan điểm. Tuy nhiên thì đây nó lại là một góc nhìn. Và góc nhìn của những cái người mà dám vượt ra chính mình để chia sẻ cái góc nhìn của mình. Nó có thể còn khuyết, còn thiếu ở đâu đó. Tuy nhiên chắc chắn là những điều tốt nhất mà Lan và em Lai nhận được trong thực tế cuộc sống và trong những tầm hiểu biết của mình để đưa ra cho quý cô chú anh chị, để cho chúng ta cùng có một xã hội hạnh phúc thịnh vượng chính từ gia đình của chúng ta, hạnh phúc và thịnh vượng. Vâng, xin chào em Vanum Hơ. Chị công tác bên ngành giáo dục được bao nhiêu năm? Học trò của chị nếu như từ cái năm đầu tiên thì bây giờ các em đã là bao nhiêu? Khoảng độ gần 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 45. Tức là từ những cái năm mà còn làm cả tiểu học và trung học cơ sở là được cùng một trường thì là lúc đó học sinh lớp 9 của các em lúc đấy là đã là bao nhiêu tuổi? Rất là lâu rồi em ạ. Chào Huy Thiệp và năng lượng và tài giỏi. Chào Nguyễn Tính. Vâng, chào tất cả các quý cô chú anh chị và anh chị em mình nhé. Chào Việt. Chào cô bác sĩ Phạm Thị Hòa. Chào Phạm Phương Thúy. Chào Nguyễn Văn Trung. Chào Hà Huy. Chào chuyên Hùng Phạm. Vâng, rất là nhiều. Chào chú Đặng Hướng. Giờ là mình đọc được xuôi tên của chú rồi em Lai ạ. À, đấy, chào em Lê Phan, chào Trần Nữ, chào hộp thư tri ân tất cả các bạn. Khi các bạn đưa tên lên trên đây thì nó đã tạo ra một cái tiếng vang đối với lại vũ trụ, đó chính là những cái nick tên của quý của chú anh chị. Nó vô cùng tuyệt vời là như vậy. Vâng, và bây giờ thì em Lai cùng với Lan xin được bắt đầu với cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là gì? Dám bước ra, dám vượt ra khỏi khơi xa kia. Chúng ta cũng đã biết anh Mark tóc xoăn đã nói một cái câu mà nổi tiếng, đó là gì? Rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với rủi ro nào. Trong một cái thế giới đang thay đổi rất nhanh, chiến lược mà chắc chắn sẽ thất bại chính là tránh xa các rủi ro. Tuy nhiên, góc nhìn rủi ro hôm nay của chúng ta nó là như thế nào? Và sẽ là cái nguồn cảm hứng, truyền động lực tới quý cô chú, anh chị từ một cô giáo tên đầy đủ là Ngô Thị Lan, hiện đang công tác tại ngành giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng. Lan là một coaching chính chữa lành và là một nhà giáo dục chuyển đổi sớm, một người truyền cảm hứng, truyền động lực để chúng ta cùng vượt lên để tiến tới thành công. Và đặc biệt hơn nữa thì là Lan và em Lai đều là cổ đông và đối tác của tập đoàn Unisky Teaching Technology NC. Đây là một tập đoàn khoa học lớn nhất toàn cầu, là tập đoàn kỳ lân, quý cô chú anh chị ạ. Và chính vì những cái hiểu biết của mình và chính vì là được đồng hành với một nhà khoa học là một bậc vĩ nhân trên thế giới trong 7 vĩ nhân, và đã có người đánh giá ngài là đứng thứ thứ ba trong số 7 vĩ nhân đó. Thế thì đấy là đánh giá của mọi người, nhưng đối với Lan thì ngài hiện tại đây là số 1 trên thế giới. Và chính vì nếu như mà như em Lai ngày hôm qua em nói đấy, tức là không nói ra thì là người có lỗi. Vâng, chính xác là như vậy. Không nói ra điều này thì chính những cổ đông của UST là những người ích kỷ
và có lỗi với lại đồng bào, với lại tất cả những người yêu thương ở ngoài kia. Tại sao lại như vậy? Thì xin nữa, xuyên suốt cả cái quá trình của buổi livestream chúng ta sẽ hiểu rõ điều này. Quay trở lại với anh Mark, anh nói rằng rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với những cái rủi ro nào. Thế thì có rất nhiều những cái định nghĩa về rủi ro, đúng không nào? Tuy nhiên thì em Lai, đối với em thì rủi ro là như thế nào? À, rủi ro đối với em thì em là con người thực dụng. Nếu ví dụ như đánh nhau thì em sẽ sợ gãy tay gãy chân hoặc là đi viện. Nếu như nói về làm kinh tế thì em sẽ sợ mất tiền. Có nhiều cái rủi ro mình biết nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Đa phần là mình biết mà phải chấp nhận. Ví dụ như lúc con em còn nhỏ. Thế thì em rất sợ con em nó té. Rồi đến lúc con em nó đi được, đúng không ạ? Đi được và đến lúc con em nó tự đi học được. Em nghe thấy cái câu mà con mình tự đi học là em hoảng hồn đấy. Em nghĩ bụng mà nó bé tí mà nó tự đi học, nó tự về thì... Đó, cái đấy là cũng là cái do chứ không phải không. Mà mình phải chấp nhận. Đúng không ạ? Đó, rất nhiều cái rủi ro. Trong tiếng Việt thì nó có rất là nhiều những cái từ. Ví dụ thành công, hạnh phúc. Không chỉ trong tiếng Việt mà tất cả các nước khác trên thế giới. Chỉ là cái ngữ điệu hoặc là cái âm thanh hoặc là một cái vỏ ngôn ngữ nào đó của người ta, nó làm cho như vậy là chúng ta phân biệt được các từ với nhau. Bây giờ cái từ rủi ro, cái dấu hỏi với chữ or tròn ở phía sau, là chúng ta nhận thấy là cái từ này nó này, đúng không? Rủi thắt nút lại, rủi đánh dấu hỏi đấy, rồi ro tức là nó o tròn ở phía sau. Thế nên nếu mà phân tích vào ngôn ngữ thì chúng ta nhận thấy rằng hai cái chữ này thì nó cũng giống như những chữ khác, nó có mấy cái con chữ ở bên trong nếu như phân tích theo cái em của học sinh tiểu học. Tuy nhiên á, thì mỗi khi mà bật cái từ này lên thì chúng ta khựng lại ở trong chính chúng ta, đúng không? Đấy. Trong chính mỗi con người chúng ta, khi mà chúng ta thấy cái từ này nhảy lên thì tại sao rất là nhiều người là che cái miệng của người đó lại? Lý do vì sao vậy? Đây là một trong những cái điều mà chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều trong cái cuộc sống đời thường, đúng không? Thế thì thực ra cái rủi ro là gì? Khi mà chúng ta nghe nói đến cái cụm từ này thì cái hành động chấp nhận rủi ro gợi lên ở trong chúng ta là gì? Đó là cảm xúc tích cực hay tiêu cực? Đối với em là cảm xúc tích cực hay tiêu cực khi nghe thấy hai từ rủi ro? Có phải rằng mọi người đều gắn với những cái mác tiêu cực cho cái từ này, đúng không? Và người ta nghĩ rằng là cái việc mà rủi ro ở trong cuộc sống thường nhật là người ta rất là sợ nó, đúng không nào? Đấy. Và cái từ rủi ro này nó được người ta định nghĩa giống như là một cái gì đó rất là mạo hiểm, giống như em nói vừa nãy, đúng không? Rất là mạo hiểm và gì? Rất là bất ổn, giống như chúng ta đánh cược với nó, giống như là chúng ta như vậy đồng nghĩa với cái sự thua cuộc, đúng không? Cho nên là khi mà nói đến cái từ rủi ro này, thì người ta lại nói đến thêm một cái câu nữa, đó là gì? Cần dám chấp nhận rủi ro. Cái gì chấp nhận rủi ro? Và cái rủi ro này, nếu mà phân tích từ ngữ ra thì nó có rất là nhiều những thứ mà chúng ta cần quan tâm đến. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, thì cái từ rủi ro này, nó trong cuộc sống thường nhật như thế nào? Có phải rằng là tất cả chúng ta đều mong muốn để được chấp nhận được một cái cuộc sống, tránh mọi cái sự rủi ro, đúng không? Và được chắc ăn 100%. Vậy thì theo em, trong cuộc sống này, liệu có cái gì mà chắc ăn 100% không? Em nghĩ là không đâu. Em nghĩ là không thể có cái gì mà chắc ăn 100% được. Không có cái gì mà chắc ăn 100% được. Chị cũng nghĩ thế. Bởi vì rằng rất là nhiều những cái thứ mà chúng ta tưởng rằng nó là 100% rồi, nhưng mà nó vẫn có rủi ro ở đấy. Ví dụ hôm nay chúng ta đi ra ngoài đường chẳng hạn, đúng không? Không mang áo mưa,
Tự dưng trời đổ cơn mưa. Đối với nhà thơ thì nó trở thành một cái bài thơ, một cái bài văn rất là hay, đúng không? Đấy. Ví dụ như mưa phùn này, những hạt mưa phùn này, đậu xuống nhẹ nhàng trên vai áo người chiến sĩ. Tự dưng thấy nó rất là thơ, rất là văn, đúng không? Nhưng đối với chúng ta thì nó đậu xong rồi mà nó ngấm vào thì là rủi ro rồi đấy, đúng không? Về nhà chắc chắn những người mà năng lượng kém thì sẽ gì? Cảm là cái chắc. Đúng không? Đấy. Hoặc là ví dụ như là chúng ta đi ra chợ, chúng ta muốn mua được một cái món ăn nào đó về đãi gia đình trong buổi sáng chủ nhật. Tuy nhiên thì đi ra đến nơi mà chúng ta quên mất túi tiền, đó có phải là rủi ro không? Đúng không? Cho nên rủi ro thì luôn luôn đi lẫn với đời sống đời thường. Cho nên này em, với tất cả quý cô chú anh chị, chúng ta cùng ngẫm xem nhé. Ngày hôm nay trong buổi livestream, Lan là nữ, em Lai là nam, đúng không ạ? Trong cuộc sống thường ngày, đàn ông thì đi với đàn bà, đúng không? À, thanh niên nam thì đi với thanh niên nữ, hay là rất rất là nhiều, lên thì có xuống, tức là những cái cặp từ nó đối lập, cái cặp từ nó đối lập. Thế nhưng mà tại sao lại đang nói đến rủi ro, lại nói đến cái vấn đề này? Bởi vì sao? Có những lúc chúng ta mong chờ kỳ vọng nhưng nó không đạt được như thế, có phải là rủi ro không? Ví dụ chúng ta lấy vợ lấy chồng và chúng ta mong muốn có con, đúng không nào? Thế khi mong muốn có con mà người vợ có bầu thì bây giờ thì bác sĩ siêu âm chứ như ngày xưa, mà nhưng mà bây giờ bác sĩ siêu âm nhiều khi bác sĩ tuyên bố là con trai mà nó ra con gái, đó có phải rủi ro không? Cái rủi ro này nó thường nhật ở trong chúng ta, đó là do chúng ta thế nào, do chính chúng ta suy nghĩ về điều đó. Đúng rồi, thế mới có thuyết tương đối phi thiệt đấy, biết ngay. Người mà như vậy đọc nhiều và rất là thông minh sẽ có cái câu trả lời vô cùng tuyệt vời. Rồi, thế mới có thuyết tương đối. Nhưng mà trong cái tương đối đấy thì thế nào, chúng ta lại cứ mặc định ở trong đầu chúng ta, mặc định là chỉ thích theo đuổi cái thứ gì nó 100%, nó thắng 100%. Ví dụ như là đầu tư đảm bảo tiền vốn, hay là tiền gửi định kỳ của chúng ta, đến định kỳ chúng ta lấy, nhưng mà hôm đấy đi ra chắc chắn đấy được 100.000 tiền 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 lãi, nhưng mà đi ra đấy là ngân hàng lại đóng cửa sớm, đó có phải rủi ro không? Đúng không? Và chúng ta lại chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái công việc ổn định với cái lương ổn định, dám chắc không? Dịch Covid vừa rồi có nhiều nhiều người bị rủi ro không ạ? Rất rất là nhiều. Cho nên là gì, tất cả những thứ mà chúng ta đang diễn ra với chúng ta xung quanh đây nó luôn luôn rủi ro. Nhưng về bản thể của chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải dám chấp nhận cái rủi ro đấy. Chắc chắn là trên thực tế hầu như chúng ta không có thể tránh khỏi rủi ro trong cuộc sống được. Nguy hiểm tồn tại bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào. Khi băng qua đường có nguy cơ không ạ? Có nguy cơ. Khi đi du lịch bằng xe hơi, bằng xe buýt, bằng máy bay, bằng tàu lửa, tất cả mọi thứ nó đều có thể xảy ra. Thậm chí đến cái việc chúng ta ngồi ăn cơm mà ăn ăn thịt cá, ăn cá liệu có hóc không ạ? Đó, nhiều người còn nguy cơ hóc xương mà chết chứ đừng có nói. Nhiều người là như vậy, là xấu hổ như vậy giấu hóc xương gà đấy. Hay là một số người thì rủi ro là dẫm vào cái kim ấy. Bởi vì cái kim là cái kim loại mà nó đi theo đường máu nó lên tim của chúng ta đấy, chứ không phải chuyện giỡn. Thế thì nói tóm lại là cuộc sống của chúng ta là không thể tránh khỏi rủi ro được. Cho nên là anh Mark anh nói rất đúng. Nếu như mà cuộc sống tất tận mọi thứ nó sẽ xảy ra, nó có những cái mặt trái mặt phải, cũng giống như đàn ông với đàn bà, cũng như con trai với con gái, đó là sự tất yếu của xã hội. Thì khi chúng ta biết nó là tất yếu thì chúng ta phải như thế nào? Thay đổi cái tư duy của mình đi và phải dám chấp nhận, dám chấp nhận. Bởi vì nếu như chúng ta không dám chấp nhận nó thì có nghĩa gì? Chúng ta rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với rủi ro nào cả. Mà khi mà con người mà đã không đối mặt với rủi ro nào thì lúc đấy là con người đấy ở đâu? Không có mặt trên cõi đời này.
Điều đó là chắc chắn. Bởi vì dù đã đấy, nhiều người ở trong nhà nhưng mà xe nó vẫn xông vào trong nhà. Nhiều người mà đứng chỉ khoác cái áo mưa thì xe nó vẫn xông vào. Mà. Thấy chưa? Thế nhưng khi mà tất cả chúng ta đều cho rằng cái rủi ro nó cận kề với chúng ta nhưng chúng ta không dám vượt qua nó, thì ngay lúc này chúng ta đã đối mặt với một cái điều lớn nhất, đó là gì? Rủi ro. Đấy mới là rủi ro. Và cái này thì không những anh Mác anh nói mà thủ tướng chính phủ của ta, đó là Phạm Minh Chính, bác cũng đã nói ở trong những cái cuộc nói chuyện với lại các thanh niên. Thế thì cái mức độ thành công của chúng ta nó như thế nào? Nó sẽ tương ứng với mức độ rủi ro đấy. Bởi vì trong thực tế là rủi ro luôn luôn đi đi liền, tức là nguy đi liền với cơ, đúng không? Đấy, nguy đi liền với cơ. Cho nên là nếu như mà chúng ta nói gì, cái mức độ thành công luôn tương xứng với mức độ rủi ro. Có nghĩa là thành công với rủi ro là 50-50. 50-50. Đấy. Và cái mức độ thành công khi mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống ấy, nó tỷ lệ thuận với cái mức độ rủi ro chúng ta sẵn lòng đối diện với nó. Và khi chúng ta đã sẵn lòng đối diện với nó rồi thì chúng ta chắc chắn không còn sợ nữa. Quay trở về cái câu chuyện của chúng ta. Tại sao nhắc đến cái rủi ro này? Bởi vì trong cái khi mà chúng ta mong muốn đổi cái bức tranh tài chính của chúng ta, nhưng rõ ràng có rất nhiều người, rất 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 nhiều người không dám bước qua nó. Đấy. Không dám bước qua nó. Chúng ta không dám mạo hiểm. Điều này có không em Lan? Khi mà em đi tư vấn có không? Như con số mà em tạm tính là đang Việt Nam mình cứ đang 1.000 người thì có 2 người có tài khoản, có cổ phần của tập đoàn. 1.000 người chỉ có 2 người, tức là gì? Tức là 500 người thì có 1 người. Đó, nhưng không phải ai cũng biết đến cơ hội này. Một cái theo em nghĩ thì chắc khoảng dưới 1/10 người dân Việt Nam được biết cơ hội này. Và cái tỷ lệ mà bao nhiêu người có cổ phần thì em nói rồi, đúng không ạ? Em nói rồi, cộng đồng Việt Nam mình đâu đó khoảng hơn 200.000 nhà đầu tư đó. Và em cũng hy vọng rằng chị em mình cùng với tất cả các nhà đầu tư, các đối tác của Việt Nam mình lan tỏa, chia sẻ bằng cái tâm cho đi nhiều nhất, bằng cái tâm cho đi nhiều nhất. Có thể vô tình qua cái video này, có thể ai đó, các anh chị em cô chú, thậm chí là các cô lao công, các chú xe ôm, tất tần tật người dân Việt Nam mình, những người nghe được cái video này có thể biết đến cái cơ hội lớn này để sở hữu lấy một ít cổ phần. Em xin thêm được một vài phút nữa, đó là chị Lan có nói đến Facebook, mà vô tình thì hôm nay em có ngồi em tính thử Facebook. Là ở thời điểm Facebook ngày xưa mà huy động vốn ấy, như lúc này ấy, như lúc mà UST chúng ta huy động vốn ấy, thì 100 đô ngày xưa là sở hữu được là 2.428 cổ phần, tức là 100 đô nhân với giá 17 thì nó ra là 1.700.000 đó, chia cho 700 đồng thì được sở hữu là 2.428 cổ phần Facebook. Đó, 100 đô. Nếu như hôm nay bán thì cổ phần Facebook hôm nay là giá 117 đô, 2.428 cổ phần nhân với giá là bao nhiêu? Nhân với giá là 117 đô thì nó bằng là 284.142 đô. Nó tương ứng với lại là 7.103.571.428 Việt Nam đồng. Đó, em xin đọc lại là 100 đô. Đó, ngày xưa lúc mà Facebook mà huy động vốn á là tương ứng với 1.700.000 đấy. Thì sở hữu được là gì ạ?
sở hữu được là 2.428 cổ phần. Và nếu như hôm nay bán đi với giá là 117 đô trên một cổ phiếu thì thu về là 7 tỷ 103 triệu 571.428 Việt Nam đồng. Và em với chị Lan, với rất nhiều nhà đầu tư của Việt Nam mình tin rằng UST Skyway sẽ không thua gì Facebook, sẽ không thua gì Facebook. Vậy hy vọng rằng tất cả các anh chị em, những người có cổ phần rồi thì mình hãy cho đi thật nhiều, cho đi thật nhiều. Mình chia sẻ, có thể một gia đình nào đó, có thể ông chồng chưa hiểu, có thể chị vợ chị hiểu, cũng có thể hai bố mẹ chưa hiểu thì các con sẽ hiểu. Biết đâu đó mọi người lại đón nhận được, thì rất là chúc phúc cho tất cả các anh chị em cô chú mình sở hữu được cổ phần. Khi chúng ta nói về Facebook thì chắc chắn sẽ có nhiều người nói biết thế ngày đấy mình mua. Thế nhưng cũng có những người bảo rằng ồ mình, nhưng mà thực ra đối với em thì không biết, nhưng với chị Lan, nếu mà lúc đấy có cho biết về cái Facebook á thì chị có lẽ chị cũng không đầu tư, chị cũng không đầu tư. Bởi vì chị cũng như quý cô chú anh chị bây giờ, tức là sợ rủi ro. Thế tại sao chúng ta lại sợ? Có phải rằng cái nỗi sợ nó chính là do chúng ta, cái giới hạn của chúng ta, cái giới hạn của sự hiểu biết của chúng ta nó chỉ đến đấy thôi. Nó chỉ đến mức độ đó. Thế nhưng bây giờ đối với cơ hội về Facebook, Zalo, ý Zalo là năm 2013, nếu chúng ta bỏ vào đó là 450 triệu để mua 10% cổ phần của Zalo, thì hiện nay chúng ta có 5.060 tỷ. Đây là một con số thật, không phải là con số ảo. Thế nhưng mà để dám chấp nhận rủi ro này thì chúng ta phải nhớ, đầu tiên phải cần chúng ta có một cái suy nghĩ nó phải thông thoáng đi. Rất là nhiều những người thành công người ta nói rồi, ở đây không phải là chúng ta chê bai những cái điều gì đó, tuy nhiên thì quý cô chú anh chị phải nhớ rằng là để mà thành công được chúng ta phải có trả giá, trong những cái livestream trước đã nói rồi. Cái trả giá ở đây là gì? Không phải cao siêu gì cả đâu. Nó chính là đó là gì? Đó là chúng ta bỏ thời gian ra để chúng ta học hỏi và chúng ta đào sâu suy nghĩ của mình. Phải học, học nữa và học mãi. Học đến vô cùng luôn, học những cái kiến thức mà chúng ta học. Còn bây giờ nếu như chúng ta chỉ ngồi chúng ta xem những cái bộ phim giải trí, xem hết, giết thời gian vào những cái đó, thì cuộc đời của chúng ta cũng trôi theo ngày tháng, cũng trôi theo hết. Và cũng là một cái câu chuyện đó là gì? Sinh ra, đi học, đi làm, lớn lên, trưởng thành, lấy vợ, gả chồng rồi. Chúng ta có con cái, nu bu vào con cái và quay đi ngoảnh lại. Chúng ta 50, 60 tuổi, cuộc đời con người ngắn lắm, đúng không ạ? Cũng như vài giây trước đây là 7:10, bây giờ đã là 7:41. Thời gian trôi nhanh lắm luôn ấy. Đấy. Thế thì tại sao lại nói như thế? Chúng ta biết thời đại hiện nay là thời đại công nghệ thông tin. Đây là cái thời đại mà tốc độ phát triển đến vô cùng. Chúng ta nói hay nói đến không gian mạng. Tại sao như vậy? Bởi vì không gian được bó hẹp vào. Và chúng ta thấy là con người kéo gần nhau lại bởi chính những cái hình ảnh chúng ta nhận thấy. Đúng không? Cho nên cái tốc độ phát triển với tốc độ thay đổi tất cả các lĩnh vực đều là nhanh chóng. Tuy nhiên tại sao trong những buổi livestream trước, Lan và em Lai đều nói rằng chúng ta đang có hình hài của thế kỷ 22, nhưng mà đầu óc của chúng ta vẫn đang ở thế kỷ 19. Nó có lý do của nó. Bởi vì có rất nhiều người vẫn đang không tin rằng tất cả những thứ đang xảy ra trên thế giới kia nó chưa phải đến Việt Nam. Việt Nam của chúng ta chưa có, hoặc Việt Nam của chúng ta chưa đồng ý, hoặc Việt Nam A, Việt Nam B. Không, không gian mạng là sự kết nối tới vô cùng tận, từ điểm này của trái đất đến điểm kia của trái đất trong vài giây. Nó không phải là một cái khoảng thời gian lớn nữa. Cho nên chúng ta biết được rằng với cái tốc độ phát triển và tốc độ thay đổi ở tất cả các lĩnh vực, chứ không phải một lĩnh vực nào, chỉ có cách trụ được trong cơn bão thông tin đó là gì? Chúng ta phải biết ứng biến liên tục và phát triển liên tục. Trước đây chúng ta thấy dịch bệnh COVID-19 không? Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có vượt qua không?
Chúng ta thấy rằng nó đang ở Trung Quốc đấy, nhưng mà chỉ vài ngày hôm sau đã thấy ở Việt Nam rồi. Chúng ta có thấy điều đó không ạ? Đó chính là cái tốc độ mà nó đã cho chúng ta biết, nó cho chúng ta biết, nó đã cảnh báo cho chúng ta, nhưng chúng ta hầu như vẫn thờ ơ, nghĩ rằng nó là chuyện bình thường, đương nhiên, không có cái gì đương nhiên bình thường cả. Tất cả những cái gì mà nó sinh ra nó đều có mục đích của nó sinh ra nó đều có sứ mệnh của nó, giống như con người của chúng ta. Chúng ta biết được rằng ví dụ như là ông Buffett ấy, là một người mà là một nhà đầu tư, vua đầu tư, hay nói cái khác là nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Và ông cũng đã dành 20 năm để mà rất là tâm huyết của ông cho cái dự án mà tốn gần 200 tỷ đô, đó là dự án Berkshire Hathaway. Nhưng bây giờ ông ấy nói rằng đây là cái phi vụ ngu ngốc nhất đời ông ấy. Và đây chỉ là một trong những 100 hàng ngàn vụ đầu tư thất bại của những người thành công. Thế nhưng ông ấy vẫn kiên trì và ông không bỏ cuộc. Hay ví dụ như là ông Lý Gia Thành, ông ấy nói rằng là trong 60 năm cuộc đời của ông ấy bôn ba về làm kinh tế và đầu tư, thì cái phi vụ đầu tư vào Zoom, phần mềm Zoom mà chúng ta vẫn học online cho học trò và trong các buổi họp cho của các công ty xí nghiệp ấy, thì ông ấy nói rằng là đây là phi vụ mà thắng lớn nhất của ông, nó đánh bại cả 60 năm cuộc đời của ông. Thế thì gì? Thất bại và thành công luôn luôn có ở nhau, nhưng có phải rằng do cái giới hạn tầm nhìn của chúng ta không? Cái giới hạn tầm nhìn. Cho nên chúng ta phải học đến vô cùng luôn, học những người thành công. Và chúng ta phải biết phân định nó chính là bằng kiến thức tài chính. Và chúng ta phải bước qua nổi cái rủi ro đấy. Cái rủi ro bây giờ là chúng ta sợ mất tiền đúng không? Chúng ta sợ mất tiền, hay là cái rủi ro là chúng ta vướng vào những cái scam lừa đảo. Thế nhưng nhớ này, chúng ta phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Sóng não mạnh hơn sóng tim gấp đến 4.000 lần. Cho nên là chúng ta phải chú ý, đó là cái tư duy kiến thức của chúng ta. Tư duy hoàn toàn nó không phải là trí thông minh nhé. Cái tư duy đó chính là chúng ta học được, chúng ta bắt chước được cái tư duy, và cái tư duy của bí mật triệu phú là chúng ta cần đọc rồi đấy. Thế thì để có cái tư duy tốt thì chúng ta cần phải gì? Có rất nhiều những cái kỹ năng quan sát, ghi nhận, đánh giá vấn đề, suy nghĩ, chọn cách giải quyết, vân vân. Nhưng mà thường là chúng ta hay bị cảm xúc rất là nhiều người vướng phải rủi ro vì cảm xúc của mình đấy, cái cảm xúc của mình. Và đặc biệt hơn nữa thì những người thành công ạ, và đặc biệt là những người thành công bậc nhất của họ ạ, thì họ nói rằng là họ thành công là vì họ mạo hiểm, dám mạo hiểm. Thế nhưng cái mạo hiểm này không phải là ngu ngơ. Cho nên ông Robert Kiyosaki ông nói là đừng là con bò béo mập đang bị cắt cổ ở trong thế giới đầu tư ngoài kia. Con bò béo mập, chúng ta vẫn thường nói con bò như thế nào đúng không nào? Đấy. Cho nên là cái lý trí ở trong đầu chúng ta và cái cảm xúc của chúng ta cân bằng. Còn ngoài kia, rủi ro đi liền với cơ hội đi liền với rủi ro. Nhưng chúng ta chấp nhận cơ hội, rủi ro sẽ kém đi nếu như chúng ta có kiến thức về tài chính đủ lớn. Nói về các vấn đề tài chính, tại sao như vậy? Đây là một cái mảnh ghép trong cuộc đời của chúng ta. Và câu hỏi của rất nhiều người đặt ra là có phải rằng có tài chính thì mới có hạnh phúc, hay là có hạnh phúc trước có tài chính, hay là hạnh phúc quyết định tài chính, hay tài chính quyết định hạnh phúc? Thì đây là cái câu hỏi muôn đời của muôn gia đình. Mỗi một gia đình sẽ có cách nhìn nhận khác nhau, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng nếu chúng ta tự do về tài chính thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Còn hạnh phúc và cũng như vậy, hạnh phúc và đau khổ nó luôn luôn đi liền kề. Hạnh phúc của người này nhưng lại là đau khổ của người khác. Ví dụ hai anh cùng yêu một cô gái, cô ấy đi lấy chồng thì cái anh mà được
Được cô lấy có phải là hạnh phúc không? Nhưng cái anh còn lại có phải là rủi ro không? Đó. Luôn luôn có hai mặt song hành. Cho nên nếu như mà chúng ta nói rằng là gạt bỏ nó đi thì chưa chắc. Nhưng chúng ta dám chấp nhận và chúng ta nhìn thấy rõ nó là hình thù như thế nào thì chắc chắn chúng ta không không vướng phải nó. Điều đó là chắc chắn. Đúng không em Lan? Em thấy tất cả chúng ta đều phải đối diện với rủi ro, và nếu như càng trốn chạy thì hình như nó có luật hấp dẫn hay gì, mình càng sợ, đúng không ạ? Mình càng sợ, mình càng ở trong cái vòng an toàn, mình nghĩ là mình có một cái vòng an toàn, mình nghĩ là mình có một cuộc sống ổn, tạm ổn. Nhưng đã bao giờ mình thử nghĩ là cái suy nghĩ cuộc sống của mình ổn đó nó có bất ổn hay không, nó có cái điểm yếu gì không, hay là lâu đến giờ thỉnh thoảng có những cái thông tin là gì ạ, người Việt Nam mình đi xuất khẩu lao động, hay là có những cái vụ mà ở bên Anh đấy, kẹt ở trong container đấy, hy sinh bao nhiêu người đấy, có cả người Việt Nam mình đấy, tức là có những người phải là chấp nhận đi xuất khẩu lao động chui, thậm chí là không có hợp đồng đó, để kiếm một cái cơ hội việc làm, kiếm một cái cơ hội để đổi đời. Những cái đấy có phải là cái rủi ro quá lớn không ạ? Quá lớn. Em nhắc đến cái vụ mà container chết người của chúng ta thì phải nói đây là sự đau đớn, bởi vì thời đại chuyển từ thời đại công nghiệp sang thời đại của công nghệ thông tin, tức là 4.0 này là từ năm 1989, nhưng đến giờ chúng ta mới nói rất là nhiều đến cái này, có đúng không ạ? Đài báo bây giờ người ta mới nhắc nhiều đến 4.0, nhưng người ta lại đoán rằng công nghệ 5.0 nó sẽ bắt nguồn đâu đó năm 2035, nhưng có thể sớm hơn, có nghĩa người ta cũng không dự báo được. Nhưng hiện nay chúng ta đã thấy rằng thế giới người ta nắm bắt và người ta hiểu được về nó, và đã xuất hiện rất nhiều tỷ phú và triệu phú đô la là mới chỉ học trung học phổ thông. Thì hiện nay trong chính cha mẹ của các em vẫn cho rằng học sinh mà biết sớm về tiền là không tốt. Có phải đây chính là sự trì trệ của chúng ta của thế kỷ 19 không ạ? Các em 4 5 tuổi khi quý cô chú anh chị cho các em nhận biết về tờ tiền, nó đã biết tiền to và tiền nhỏ. Ta thường là hay cho con chúng ta tiêu tiền trước khi biết giá trị để làm ra đồng tiền. Đây chính là những mối nguy hiểm, gọi là hiểm họa xảy ra nếu như con chúng ta không biết được về điều đó. Đó có phải là rủi ro không? Rủi ro đấy. Mà rủi ro này do chính chúng ta chấp nhận. Do chính chúng ta chấp nhận. Và hiện nay đối với ở bên Mỹ, người ta nói rằng cái ngành giáo dục là chậm đến 50 năm, thì Việt Nam của chúng ta cả trăm năm. Khi mà chúng ta vẫn kiên quyết rằng Việt Nam chưa tới đâu, chúng ta cũng biết được rằng là đấy, ở các nước người ta đã có tàu điện ngầm nhưng ở Việt Nam của chúng ta chưa. Quý cô chú anh chị biết chúng ta chưa vì sao không ạ? Vì chúng ta không có kinh tế. Đấy, cho nên chúng ta vẫn thường hay có cái câu này, liệu cơm mà gắp mắm. Bởi vì chúng ta như thế nào? Chúng ta vẫn còn đang rất 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 lạc hậu. Đấy. Và cái rất rất lạc hậu này thì nó mang đến rất là nhiều nguy cơ. Và cái nguy cơ đấy để cho chúng ta vướng phải cái rủi ro. Phải rủi ro. Đấy. À, bạn Đan Anh, các bạn ấy muốn vượt biên để sang Anh để hy vọng có công việc và có cuộc sống tốt hơn. Có phải rằng những cái bạn đấy cũng phải là vì miếng cơm manh áo không? Và chúng ta cứ chê trách người khác, chúng ta cứ đổ lỗi cho người khác nào này, chính phủ không lo được cái này. Không. Bởi chính chúng ta, bởi vì từ năm 1989 thì lúc đó cái việc vụ việc xảy ra này là năm bao nhiêu? Lan Anh với lại quý của chú anh chị nào còn nhớ cái vụ việc này xảy ra năm bao nhiêu? Thì comment
chen vào đây. Từ năm 1989 chúng ta đã nhận thấy rằng nó đã chuyển mạnh sang đấy, chuyển mạnh sang cái thời đại thông tin rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết điều đó, đúng không? Cho nên đến khi mà chúng ta gì, chúng ta mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp thì chúng ta đốt cháy giai đoạn. Có những người là mong muốn đi sang nước ngoài để làm thuê cho họ, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết, vẫn chưa đọc cái quyển Kim Tứ Đồ. Còn Lan biết, nếu như quý cô chú anh chị biết đến quyển Kim Tứ Đồ, quyển quyển Cha Giàu Cha Nghèo Dạy Con Làm Giàu, thì chắc chắn những cái bạn mà chui vào trong thùng xe đấy, để đóng băng cứng lại để chúng ta như vậy chết nơi tha hương, thì các bạn sẽ không đi đâu. Và ngay tại thời điểm này có rất nhiều người mong muốn là đi sang nước ngoài, nhưng mà Lan nói này, không có nơi nào đẹp bằng Việt Nam của chúng ta. Hãy ở Việt Nam dùng tiền đô của nước ngoài để tiêu ở tiền Việt của chúng ta. Đấy là những điều, những cái live stream từ trước đến giờ Lan và em Lai cũng như tất cả các quý cổ đông đã ngày 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 nói ở trên live stream. Có những bạn là thấy rằng là cái hiện nay cái cổ phần gốc của tập đoàn UST này nó gần hết rồi, các bạn live stream không chỉ một lần mà đến 3-4 lần trong một ngày. Và đặc biệt như em Lai hiện nay thì cũng đang xây dựng để như vậy có thể lan tỏa tới tất cả quý cô chú anh chị, tất cả các ngóc ngách, bởi vì em đang tính được có 2/1000 người, tức là 1/500 người, cứ 500 người mới có một người biết về UST. Mà chúng ta lại như vậy không dám vượt ra để nói cho bà con biết thì chúng ta đã có lỗi đấy. Thế thì lại quay trở lại về cái việc mà cái rủi ro, cái cạm bẫy của nó. Nếu như trong câu chuyện này quý cô chú anh chị mới thấy có một cái cô gái tên là Susan Boyle, cô ấy muốn thực hiện hóa cái ước mơ trở thành siêu sao ca nhạc của mình ở tuổi 47 tuổi, và cô đã đăng ký cái cuộc thi tìm kiếm tài năng ở nước Anh. Đó là cái chương trình, cái tên của nó là Brit Got Talent, và tranh tài cùng với các thí sinh chỉ bằng nửa tuổi của cô thôi, các em độ khoảng hơn 20 chút thôi. Và cô ấy thì có vẻ bề ngoài thì không phải là xinh đẹp, tức là rất là thô kệch, lôi thôi và không có một chút quyến rũ nào cả. Thế nhưng cô vẫn dũng cảm bước lên sân khấu, và khi mà nhìn thấy cô bước lên sân khấu thì tất cả các khán giả người ta nhìn cô cái phía bề ngoài của cô ấy, và người ta cảm thấy rằng rất thương cho cô ấy, rất thương, và có vẻ gì đó là coi thường cô gái này. Ai cũng cười nhạo, và chỉ cho đến khi cô cất lên tiếng hát. Mọi người tưởng tượng ra rằng là khi mà cô hát ấy, thì sẽ chẳng gì khác gì cái tiếng vịt kêu đâu. Thế nhưng mà khi mà cô cất tiếng hát lên thì tất cả khán phòng là lặng người đi, bởi vì màn trình diễn quá tuyệt vời của cô. Và với cái danh hiệu cô ấy đạt được, Susan đã phát hành cái đĩa hát đầu tay, đó là Giấc Mơ Mơ Của Tôi, Mơ Những Giấc Mơ Của Tôi. Và chỉ trong 6 tuần, cái album này đã bán chạy nhất thế giới năm 2009, với cái doanh số bán ra đã cán mức 9 triệu bản. Và tháng 9 năm 2010 thì Susan chính thức được kỷ lục Guinness Thế Giới công nhận là nữ nghệ sĩ Anh có đĩa hát đầu tay bán chạy nhất. Nào, trước đó liệu rằng chúng ta có nghĩ rằng cô rủi ro không? Có, đúng không ạ? Đấy. Thế mà Susan đã làm được điều này. Câu chuyện này cho chúng ta ý nghĩa gì? Đó chính là dám vượt lên chính mình, dám chấp nhận rủi ro. Susan đã dám chấp nhận rủi ro để đánh cược mình với ai? Với tất cả những thí sinh bằng nửa tuổi mình thôi. Cô là người lớn tuổi nhất. Và cô lại còn lúc đó vẫn còn nghèo, cho nên chưa nhìn được, chăm chút được cái ngoại hình của mình. Thế nhưng cô đã dám đánh cược và cô đã chiến thắng. Cho nên người thành công là người dám chấp nhận rủi ro, và họ đương đầu với nó, họ sẽ đạt được những điều như ý. Hay là anh em nhà White cũng ghi vào lịch sử của ngành hàng không, khi mà hai anh em nghĩ ra cái ý tưởng đó là làm máy bay, thì kể cả
cả nhà khoa học hay tất cả những cái người mà gọi là thông thái đều cho ha rằng hai anh em nhà này là điên rồ. Bởi vì làm gì có cái vật nào nặng hơn không khí mà bay được ở trên không trung? Đó là việc không tưởng, đúng không? Tuy nhiên, giới khoa học lúc đó cũng nói rằng là bay lượn là chuyện không tưởng, cho nên là thôi, hãy hạ cánh xuống an toàn đi, đừng có mơ mộng viển vông nữa. Tuy nhiên, thì bây giờ chúng ta đã được đi trên chiếc máy bay đó, và đặc biệt hai anh em họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để có thể gì chứng minh cho mọi người thấy rằng máy bay có thể bay được trong không khí. Đấy. Hay ví dụ như là Bill Gates hay là Steve Jobs, những con người mà người ta đã được ghi vào trong cái gì là ghi nhận là những cái người mà khởi đầu cho cuộc cách mạng về công nghệ. Đấy. Với cái hai cái hãng nổi tiếng đó là gì? Microsoft và Apple. Và đến bây giờ chúng ta phải công nhận tài năng của họ. Thế thì nếu như những con người này không dám đón nhận thử thách và cũng giống như những người ở ngoài kia thì không bao giờ nhân loại chúng ta có được những thứ vô cùng tuyệt vời. Và khi người ta đã từ giã cõi đời này rồi thì những cái giá trị của người ta để lại, ví dụ như bóng đèn của chúng ta, đúng không? Ông ấy phải thử đến bao nhiêu lần? Cả cả 10.000 lần. Có một lần được, còn chín 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 thất bại. Thế nhưng mà người ta vẫn gì, ông ấy nói rằng vì có 9999 lần này thất bại này cho nên dẫn đến cuối cùng ông mới thành công. Cho nên chúng ta vẫn thường hay nghe nói câu là thất bại là mẹ thành công. Tuy nhiên khi mà cái tầm hiểu biết của chúng ta càng lớn, tầm cái góc nhìn của chúng ta càng rộng, chúng ta càng đứng ở trên cao hơn vấn đề để chúng ta nhìn nhận, thì lúc này rủi ro nó sẽ giảm xuống rất là nhiều, nó giảm xuống cực kỳ nhiều. Cho nên rủi ro lớn nhất của chúng ta là không dám chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên thì lại nói về cái lĩnh vực tài chính, chúng ta đã biết và đã nghe đến đồng Bitcoin, đúng không ạ? Crypto là một cái thị trường rất hot năm 2017. Tuy nhiên có rất nhiều cách kiếm tiền từ cái đồng Bitcoin và đồng crypto, nhưng mà với một cái thị trường luôn luôn biến động mạnh và thường xuyên thì người thành công là người ta mua đáy bán đỉnh, nghĩa là mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao. Đấy. Thế nhưng mà cái giai đoạn 2012-2013 khi cái giá Bitcoin lúc đó chỉ có vài đô thôi, không ai quan tâm cả. Nhưng đến năm 2016-2017 thì Bitcoin vút lên đến vài chục ngàn đô, thì lúc này hàng trăm hàng ngàn dự án crypto lừa đảo gọi là scam ấy, thuận theo chiều gió nói lời đường mật rót vào tai quý cô chú anh chị với cái lời hứa là trả lãi 300% sau một tuần. Và sau đó thì quý cô chú anh chị thiếu kiến thức về phần này, rất 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 là nhiều người đã vướng vào nó và chúng ta đã mất hết tiền, đó chính là rủi ro. Và nếu như không nhầm, những người bị mất tiền như thế này đều là những người nghe loáng thoáng mà không tìm hiểu. Không tìm hiểu kỹ thông tin để hiểu chính xác Bitcoin là gì. Và những dự án nào là chính thống, những dự án nào là scam, và họ nóng vội khi đầu tư, bởi vì lúc này người ta đã nhìn thấy Bitcoin từ một ổ bánh mì mà trở thành cả hàng tỷ đồng đối với người Việt của chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là, và đặc biệt hơn nữa thì những cái kẻ lừa đảo đánh vào tâm lý của chúng ta, họ nói rằng là chậm một ngày là lỗ 200%, và ngay cả đến bây giờ quý cô chú anh chị vẫn cứ có rất nhiều người muốn nói rằng tôi bỏ ra 6 triệu thì đến bao giờ tôi được lấy tiền, có lấy được ngay không? Và thậm chí có người lại còn nói với lại đội nhóm của Lan là gì, bỏ ra 40.000 một ngày nhưng mà sau 6 tháng nữa thì lấy được bầu tiền, chứ còn không lấy được tiền thì không bao giờ đầu tư. Đó là những người tạm thời gọi rằng là chúng ta chưa phải trả giá về thời gian,
Có nghĩa là gì? Chúng ta chưa hề bỏ ra một phút một giây nào để chúng ta tìm hiểu nó là cái gì và tại sao và làm như thế nào để chúng ta thành công. Cho nên rủi ro nó luôn luôn đi liền với chúng ta, rủi ro nó luôn luôn có trong đời sống thường nhật. Và thậm chí có những người khi mà nghe hứa hẹn như thế thì lại sử dụng đòn bẩy tài chính, đó là gì? Đi vay của ngân hàng. Thậm chí hôm nay là có em, các em đang học đến cái chương về tỷ số phần trăm, đó là những cái em mà cuối cấp của học sinh tiểu học ạ, thì các em được học bài về toán về gửi ngân hàng. Và có những em nói rằng là như vậy là bây giờ là vay lãi của tháng vay ở ngoài là 20%, quý cô chú anh chị thấy không? Khi mà vay như thế này, bởi vì nóng mà một ngày mà lỗ 200%, có nghĩa là bỏ vào 100 gì thì được bao nhiêu ạ? 200%. Và chúng ta không bỏ ra thời gian chúng ta tìm hiểu, chúng ta tham khảo ý kiến của chuyên gia thì chúng ta không không tham tham khảo. Chuyên gia ở đây là với mức độ chuyên gia chính xác chứ không phải chuyên gia lừa đảo nhé. Cả những cái gì mà chúng ta để với cái phần mặt sau của nó tức là tiêu cực thì chúng ta sẽ bị thất bại, chắc chắn bị thất bại. Cho nên gì, nếu như chúng ta đã từng bị thất bại bởi crypto, bởi Bitcoin thì đừng có đổ lỗi cho Bitcoin và crypto hay blockchain, mà hãy tự nhìn lại chính mình, bởi vì cái đầu nóng và cái trái tim lạnh của mình. Khi mà chúng ta nói đến điều này thì lại nói về đến UST hiện nay. Tại sao mọi người đều khen ngợi nó là một dự án vô cùng tuyệt vời, nhưng bên cạnh đó có những người họ vẫn chưa đón nhận nó, họ vẫn còn thắc mắc về nó, thậm chí còn nói xấu về nó. Chúng ta hãy xem lại cái đầu và trái tim của mình. Còn riêng đối với các cổ đông của UST, án này ngoài việc thay đổi bức tranh tài chính của quý cô chú anh chị thì nó lại là một trong những dự án vô cùng nhân văn. Tại sao nhân văn? Chúng ta biết hàng năm trên thế giới 1,5 triệu người chết vì tai nạn giao thông. Chính bởi vì do cái gì? Thứ nhất là do cái hệ thống cơ sở vật chất của chúng ta không đảm bảo. Đường đi của chúng ta nhỏ, hẹp và thậm chí lại còn xấu nữa. Đây cũng là một trong nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Thứ hai là về người điều khiển. Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ cái đầu của chúng ta bằng một cái văn bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ thời xa xưa, đó là bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Và đặc biệt chúng ta thấy là có những cái tham gia giao thông chúng ta gây tai nạn liên hoàn. Đấy là ở nước ta, một nước nhiệt đới. Nhưng mà ở các nước khác, ví dụ như Ba Lan vừa qua, thì băng tuyết phủ dày, đường trơn trượt, dẫn đến là tai nạn liên hoàn. Tất cả những thứ đấy chúng ta đều biết, nhưng chúng ta không động lòng trước ấy. Chúng ta chỉ nhìn nghĩ về một mặt tiền thôi, chúng ta chỉ nghĩ đến tiền thôi, chúng ta không nghĩ đến cái nhân văn của nó. Chúng ta biết khi chúng ta có miếng cơm đưa lên miệng thì người dân châu Phi do hiện tượng El Nino và La Nina toàn cầu, không phải do người dân châu Phi người ta gây ra mà dần người dân toàn cầu chúng ta gây ra, bởi vì chúng ta biết rằng 70% đấy chính là do năng lượng hóa thạch, do chính con người chúng ta trong thời đại công nghiệp chúng ta sử dụng, và nó gây ra hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Khi chúng ta bưng bát cơm lên có miếng cơm để ăn, nhưng những người dân châu Phi người ta thiếu đói, những người dân ở vùng Nam Phi thì người ta có kim cương không nói làm gì rồi, nhưng những cái vùng đất sa mạc người ta không có. Thế thì tập đoàn này
Ngài Chủ tịch đã bỏ ra cả cuộc đời mình để nghiên cứu về những vấn đề này, để cứu trái đất của chúng ta. Nhưng chúng ta không động lòng trắc ẩn. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn cho rằng chúng ta là người tốt, nhưng chúng ta đứng và nhìn nỗi đau của nhân loại. Chúng ta biết được rằng là chúng ta đã vay mượn của con cháu chúng ta quá nhiều bởi tài nguyên khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản của chúng ta nó không phải là vô hạn, mà nó là hữu hạn. Hiện nay, chúng ta biết rằng Dubai, một trong những cái thủ phủ của dầu mỏ, chúng ta đã biết, mặc dù dầu mỏ chỉ có 4% thôi. Rất là nhiều người vẫn lầm tưởng rằng là Dubai giàu lên về dầu mỏ, nhưng không phải. Dầu mỏ ở đó nhiều hơn các nơi khác trên thế giới. Điều này là đúng. Tuy nhiên, người ta đã nhìn ra vấn đề đó là gì? Khủng hoảng năng lượng dầu mỏ. Và người ta đã đi về theo đúng xu thế của thế giới. Nắm bắt được về thời đại mới, thời đại thông tin. Và tiếp tục chiếm lĩnh thời đại công nghệ mới. Đó là trí tuệ nhân tạo. Khi mà chúng ta biết được về điều này, và khi chúng ta biết ngoài kia, xung quanh trong gia đình chúng ta, trong cái nơi mà làng xóm bản làng của chúng ta, trong cái nơi mà khu vực dân cư chúng ta đang ở, có gia đình nhà nào có người bị chết vì tai nạn giao thông không? Chúng ta cũng thương xót khi nhìn thấy ra sự vụ, nhưng rồi chúng ta đứng yên. Các cổ đông của UST, người ta đang nhìn vào cái đó. Người ta đang đau nỗi đau của đồng bào, của những người cùng là nhân loại của chúng ta. Và một năm cứu sống 1,5 triệu người chết cũng đồng nghĩa với giúp cho 1,5 triệu gia đình nhân với 2 lên. Nhân với 4 lên. Tại sao nhân 2 nhân 4? Bởi vì không chỉ là chúng ta, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn nội, còn ngoại, người ta đau khổ, có đúng không ạ? Nhưng chúng ta đứng yên. Và cái đứng yên của chúng ta, nó chính là cái gì? Nó chính là cái tồi tệ nhất khi thấy đồng loại của mình bị vướng vào cái gì ạ? Bị đau khổ, bị đau đớn mà chúng ta đứng yên. Chúng ta đã cảm nhận được nỗi đau này chưa? Chúng ta cùng xem một đoạn phim. Một con cá sấu đang cắn được cái chi sau bên trái của một con bò. Và con bò này nó đang rất đau đớn. Nó chống chọi lại. Nó cứ nhô lên phía trên bờ, con cá sấu cố gắng đưa con bò trở lại sông. Bởi vì nếu lên trên cạn thì lợi thế với chú bò mà không lợi thế với con cá sấu này. Và chú bò này chắc chắn sẽ là một bữa ăn của nó. Đây là trong thiên nhiên. Nhưng chúng ta nhìn này, ở phía trước chú bò ấy có biết bao nhiêu cái chân của con bò. Đấy, cả một đàn bò, đúng không ạ? Chú bò đang cố gắng nhoai lên, cá sấu cố gắng đưa xuống sông. Còn đàn bò kia thì sao? Nó cũng quay lại nhìn, một số con thì bỏ đi. Chúng ta thấy đứng nhìn không? Đó. Tất cả đồng loại chỉ đứng nhìn thôi. Để mình chú bò này cô đơn, chống chọi trong lúc cần sự giúp đỡ nhất. Và chúng ta thấy xuất hiện hai chú hà mã to béo.
Hai chú hà mã cũng đang đứng nhìn. Và bất thình lình thì hai chú hà mã đã đến ứng cứu cho chú bò. Và chú bò đã thoát được. Chú Lê từng bước đau đớn lên phía trên. Đàn bò vẫn đứng nhìn. Nó rất đau đớn. Và hai chú hà mã cũng đã giải cứu thành công. Có câu nói rằng là lúc gian nan mới hiểu được lòng người. Và đôi khi những trợ giúp lại đến từ những người xa lạ, không quen biết. Chúng ta thấy thước phim này như thế nào? Nếu như chúng ta biết được rằng con cháu của chúng ta chỉ còn một vài thập niên nữa, chúng sẽ không còn năng lượng để sử dụng. Bởi vì ông cha chúng ta, ông cha của nó đã sử dụng hết rồi. Chúng ta nói rằng chúng ta bây giờ 5, 6, 70 tuổi chúng ta ra đi. Cần gì nữa đâu mà làm giàu. Chúng ta chỉ nhìn thấy đồng tiền thôi. Mà chúng ta chưa nhìn thấy trái đất đang nóng dần lên. Mỗi năm 1,5 độ C. Chúng ta thấy thảm họa, hiểm họa rình rập chúng ta. Chúng ta thấy có những cơn bão cuốn sạch đi. Chúng ta đau đớn báo tin những người bị thiệt mạng trong từng cái cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhưng chính chúng ta là người biết chúng ta là người gây ra. Và bây giờ có một cái công nghệ nó có thể giúp chúng ta làm lại, trả lại sự nguyên vẹn cho hành tinh này. Trả lại cho cuộc sống tốt đẹp của con cháu chúng ta. Thì chúng ta làm ngơ. Và chúng ta tiếc. Và chúng ta nói rằng đây là một dự án lừa đảo. 6 triệu của chúng ta đi tiêu vớ tiêu vẩn. Và chấp nhận rằng con cháu của chúng ta. Và chúng ta lại nói rằng cái việc mà như vậy cứu hành tinh này là của người khác, không phải của chúng ta. Chúng ta thấy không? Chúng ta có khác gì những con động vật kia đâu. Ở đây, Lan nói chung, tất cả mọi người hãy tỉnh ngộ điều này. Bởi vì một mình Lan không làm nên, nhưng 8 tỷ người mà giống như Lan, giống như các cổ đông của UST, thì chúng ta sẽ sớm cứu hành tinh của chúng ta. Và rõ ràng cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp. Con cháu của chúng ta sẽ được sống trong hạnh phúc. Và đó chính là chúng ta đã mang lại giá trị. Và quý cô chú anh chị biết không? Khi các cháu nó biết được điều này, nó phải cảm ơn tất cả những người đi trước. Bởi vì họ đã nhận ra lỗi lầm của họ. Và họ ấy đã gì? Dám mạo hiểm. Hiện nay, Đan biết có rất nhiều người. Cái tiền mà bỏ vào đối với tập đoàn cực kỳ nhiều. Nhưng người ta rất vui và hạnh phúc. Đây cũng chính là lý do tại sao các cổ đông của UST trở nên vui vẻ, xinh đẹp. Và đều là những người rất tốt. Bởi vì họ nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy. Nhưng chúng ta chưa làm. 1,5 triệu người chết. Chưa nói đến 20 đến 30 triệu người. Bị thương. Dẫn đến mất toàn bộ khả năng lao động. Phải sống nhờ vào an sinh xã hội. Người ta không đi được. Nhưng mà chủ tịch cũng đã nhìn thấy điều này. Và xe điện đã ra đời nhằm phục vụ cả cho người khuyết tật. Một bậc vĩ nhân như thế trên thế giới, chúng ta có đáng chung tay hay không? Có đáng cho ý tưởng của ông ra đời để phục vụ nhân loại hay không? Khi mà chúng ta chưa đạt được những điều như muốn, chúng ta bảo rằng rủi ro
Thì rủi ro của cuộc đời nhà khoa học này, đúng không ạ? Cả cuộc đời chỉ có nghiên cứu và bây giờ tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về giao thông. Để làm gì? Gạt bỏ những thứ mà đã cũ kỹ, lỗi thời ở giao thông cấp 1. Giao thông cấp 2, đi ở trên cách mặt đất từ 10 đến từ 15 đến 30 mét. Đường đi, đường về riêng và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Như vậy nó đã nối liền đến cái công nghệ 5.0 rồi đấy ạ. Vậy mà bây giờ chúng ta vẫn còn ở thế kỷ nào? Khi xem xong thước phim, chắc chắn quý cô chú anh chị sẽ có những cái nhìn nhận của mình về cuộc sống. Đừng để đến lúc mà chúng ta nhìn cái dự án, nhưng mà có những cái dự án ăn theo, chúng ta bỏ vào đó, bỏ tiền vào đó, chúng ta mất. Lúc này chúng ta đổ lỗi cho nó, giống như chúng ta đổ lỗi cho Bitcoin, đổ lỗi cho đồng tiền điện tử. Nhưng mà thực ra nếu mà hỏi Bitcoin là gì, đồng tiền điện tử là gì, ai là người sáng tạo ra cái đó và cái đó dùng để làm gì, chúng ta cũng không trả lời được. Vì làm sao? Vì chúng ta không bỏ thời gian ra, chúng ta không dám trả giá bằng thời gian. Trả giá không chỉ về tiền, trả giá bằng rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ không có kiến thức, chúng ta không những trả giá về tiền, trả giá về thời gian mà lại còn trả giá về mạng sống của mình. Trong cái live stream trước chúng ta cũng đã thấy em Hải, à anh Hải, anh ấy nói về cuộc đời của anh ấy. 25 năm làm. Đấy là còn tính toán tất tần tật đấy, còn chưa kể tiêu sản đấy ạ. Còn trừ tiêu sản ra chắc chả được 2 tỷ đâu. Nhưng trong vòng một thời gian ngắn thôi, bức tranh tài chính của em ấy, bởi vì sao em ấy dám mạo hiểm, nhưng mà cái mạo hiểm ở đây có căn cứ, có căn cứ. Cho nên chúng ta nhớ, dù là Bitcoin hay dù là Forex hay dù là cái gì đi chăng nữa, đó cũng chính là bài học vũ trụ gửi cho những người không chịu học. Phao phỏng thì đầy ra đấy. Chúng ta thấy là khi mà đi 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 học ở trên lớp ấy, thì các em nó không được phép mà mở sách, nó không được phép là coi bài. Thế nhưng quý cô chú anh chị có bài coi đầy ra đấy, phao phỏng đầy đấy, nhưng mà chúng ta vẫn làm sai. Và có ai dám nói rằng trong cuộc đời này mình đã tốt nghiệp trường đại học cuộc đời? Không ai dám nói. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thành công và chúng ta có thất bại. Những người nổi tiếng như Buffett, những người mà đã có hàng nghìn tỷ đô la trong tài khoản của họ, họ vẫn còn thất bại cơ mà. Ví dụ như ngài chủ tịch Anatoly Junitsky, hiện nay theo mà công bố thì người ta nói rằng, người ta nói là người giàu nhất hành tinh bây giờ chỉ có 300 tỷ đô thôi, nhưng mà chỉ vài cái sở hữu trí tuệ của ngài mà đã được định giá từ năm 2012 là hơn 400 tỷ đô. Thế thì nếu là một người mà cần tiền thì cần gì phải vất vả như vậy? Cần gì phải chịu búa rìu của dư luận? Riêng nhà khoa học này bán một vài phát minh đi là ông đã đủ lo cho đời con cháu của ông ấy. Thế tại sao người ta vẫn phải làm? Bởi vì người ta sống không phải vì người ta, mà người ta sống vì một sứ mệnh. Có phải người đời sau sẽ cảm ơn ngài không? Khi mà trái đất này được cứu sống, khi mà chúng ta như vậy, tại sao các quốc vương và thái tử ở Dubai, người ta nói rằng là năm 2030 đến 2035 người ta sẽ xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, và hiện nay chúng ta thấy rằng cái tốc độ làm của thành phố giờ này vô cùng là nhanh. Thế thì đấy, người ta có dám chấp nhận rủi ro không? Còn dám chấp nhận rủi ro hơn quý của chúng chị. Cái lý do làm sao? Đang phân tích này.
riêng về lĩnh vực xây dựng giống như em lai, cát của Dubai nó là cái cát không bám dính và cát có độ mặn, cho nên là nếu như mà sắt ấy, mà nó có độ mặn vào thì quý cô chú anh chị biết như thế nào rồi. Thế nhưng mà tại sao cái tháp Khalifan mà nó lại cao đến như thế, cao nhất trên thế giới mà nó trụ lại được? Chúng ta tưởng tượng đi, đi ra bờ biển chúng ta xây cái lâu đài cát đi, chúng ta để cái gì trên đó thì như vậy nước nó xuống rồi nó sẽ bị lún xuống. Thế nhưng mà tại sao người Dubai người ta xây dựng được và hầu như đó là những nhà cao tầng? Hiện nay có ý kiến gì ở trong cái chỗ này không? Nếu mà nói về cái công nghệ để mà xây dựng thì em thấy cái đấy thì là cái chuyện có tiền thì làm được thôi. Còn ở góc độ tại sao mà em lại muốn cho rất nhiều người dân Việt Nam mình, chị em mình đều muốn cho rất nhiều người dân Việt Nam mình sở hữu cổ phần của cái tập đoàn lớn nhất toàn cầu này. Gần như ai cũng đã biết được, ai cũng nhận thấy rằng tập đoàn là số 1 rồi. Và bây giờ thì tập đoàn là thắng rồi, thành công rồi. Chứ không phải là phải suy nghĩ gì nữa. Đúng, có rủi ro. Nhưng rủi ro là từ những năm 2014, 2015, 2016. Những lúc ban đầu là những cái lúc rủi ro. Đó, và đến những cái năm về sau, đấy, từ cái lúc mà bên Dubai người ta đầu tư tiền, người ta mua đứt cổ phần của giai đoạn 11, thì em thấy rằng ok, và từ đấy trở đi thì cái sự phát triển của tập đoàn nó ngoài sự mong đợi, em nói thật là ngoài sự mong đợi, tốt đẹp hơn những cái mà mình mong cầu. Đó, tốt đẹp hơn những cái mình mong cầu. Cũng cũng giống như em thỉnh thoảng em vẫn hay nói, tức là gì ạ, tức là chị em mình thì cũng là nhà đầu tư. Mình biết sao thì mình cũng nói vậy, và cũng có những cái mình còn chưa được biết đó, có những cái nó là bí mật của tập đoàn. Thế những cái mà chị em mình biết ấy, thì chị em mình chia sẻ thì cho người dân mình được biết đó. Ví dụ như là gì ạ, ví dụ như là một cái hãng xe Kamaz của Nga, đúng không ạ? Người ta là một cái hãng mà từ xưa đến giờ người ta sản xuất là xe chạy xăng, xe ben đó. Và giờ sang đến cái công nghệ mới này thì người ta xài xe điện, và xe điện thì người ta không có sản xuất được. Đó, người ta sẽ phải gì? Người ta phải là hợp đồng, hợp tác, giống như là gì ạ? Mua lại hoàn toàn từ khâu thiết kế cho đến khâu thi công hoàn thiện thành một cái xe. Và nó không phải là ở một cái xe mà nó là rất nhiều nhiều cái xe. Đó. Hay là vẫn là công trình, thì công trình ví dụ như là cái công trình mà của cái tòa nhà ở bên Ả Rập đấy, để mà một cái công ty, một cái tập đoàn chưa IPO đó, chưa lên sàn mà để mà ký kết được những cái hợp đồng hàng tỷ đô như thế, nghìn tỷ đô, thì nó ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người, chứ không nói gì là người dân Việt Nam mình. Đó, nó ngoài sức tưởng tượng, nó khủng khiếp lắm. Và em cũng hy vọng rằng mọi người dân Việt Nam mình, những người nào mà mình sợ mất tiền, thì em có thể làm cái bài toán như thế này để cho mọi người dễ. Nếu như người dân Việt Nam mình đâu đó khoảng từ 500.000 người, mỗi người chỉ bỏ ra có 100 đô thôi, thì chỉ đâu đó chỉ qua tuần sau là tập đoàn sẽ hết cổ phần và thế giới người ta sẽ không còn cổ phần để mua nữa. Đó, tức là nhà đầu tư Việt Nam mình nắm giữ hết cổ phần. Tại sao mà mình cần phải nắm giữ, thì mọi người có thể lộn lại lúc ban đầu cái video em có chia sẻ đó là gì ạ? Đó là lúc ngày xưa mà Facebook huy động vốn thì chỉ bỏ ra có bao nhiêu? 100 đô. Đó. Sở hữu cổ phần của Facebook thì ngày hôm nay bán đi hơn 2.000 cổ phần của Facebook, thu về là hơn 7 tỷ tiền Việt. Còn cái khoảng mà chia cổ tức từ ngày Facebook lên sàn cho đến hôm nay em không cộng, tại vì nếu cộng vào thì nó rất là nhiều, cộng vào thì nó lại là một con số mà để gây cho mọi người sốc đó. Vậy thì anh chị em cô chú mình nghèo thì nghèo, em tin rằng mọi người cũng có thể xoay sở được 50 đô, 100 đô
sở hữu cổ phần. Anh chị em người mới, người đang sợ thì mình có thể mình không sở hữu cổ phần, nhưng cứ hãy yên tâm là những nhà đầu tư cũ chắc chắn là sẽ sở hữu thêm cổ phần. Đó. Chứ mình đừng có nghĩ là mình không tham gia thì tập đoàn sẽ ế cổ phần. Đấy là em đang nói ở góc độ nhỏ, phạm vi nhỏ là ở đất nước Việt Nam. Em đang nói phạm vi nhỏ đất nước Việt Nam. Cổ phần thì còn rất là ít. Đấy, rất là ít chứ không phải nhiều. 15 giai đoạn thì bây giờ là cuối giai đoạn thứ 14 rồi, phải không ạ? Và giai đoạn thứ 15 thì có thể tập đoàn sẽ không huy động vốn nữa. Theo em nghĩ thì sẽ không huy động vốn nữa vì ký được rất là nhiều hợp đồng. Ký được hợp đồng thì ứng được tiền. Ứng được tiền thì tập đoàn sẽ giữ lại cổ phần gốc và sẽ bán nó lúc IPO để được giá có lợi nhất cho tập đoàn. Đó. Cái việc mà nói rủi ro ở đây á, có nghĩa là khi mà cái đội nhóm mà các bạn ấy đi á, chia sẻ thì mọi người bảo ôi đấy rủi ro, bởi vì người ta chưa hiểu. Người ta chưa hiểu nó. Còn đối với lại các cổ đông của UST thì người ta đã tìm hiểu quá rõ rồi. Và hiện nay thì không còn cái rủi ro gì, tức là đến 99,99% rồi. Chỉ còn 0,1% đó là chờ đợi cái thời gian để chúng ta có cổ tức và chúng ta hoàn thành giai đoạn 10 năm để chúng ta lên sàn. Hoặc là không lên sàn thì cũng không sao, bởi vì bây giờ tất cả các dự án của chúng ta nó đã quá rõ ràng. Và mỗi một dự án thì lại không dưới là 10 tỷ đô. Cho nên là chúng ta biết được rằng là nó vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng mà nói về cái góc cạnh của Dubai là một cái thành phố mà nó đầy cát như thế. Thế nhưng mà cái của người ta đó là gì? Đó là nó rất là đẹp. Đây chúng ta xem lại những cái hình ảnh nhé. Đấy, chúng ta thấy không? Toàn là những tòa nhà rất là cao tầng. Đấy, Dubai đó. Đẹp không? Và ở ngoài nó còn đẹp hơn thế này quý cô chú anh chị ạ. Đây là những bức ảnh mà Lan chụp. Bởi vì làm sao nó rất là đẹp luôn. Y như thế này và nó lộng lẫy hơn ở trong ảnh này rất là nhiều bởi vì cái màu sắc nó thực. Đấy, chúng ta nhìn thử xem. Đấy, những cái tòa nhà cao tầng vô cùng tuyệt vời. Đấy. Chúng ta thấy không? Và đây là cái thánh đường Hồi giáo của người ta. Đấy. Cô chú anh chị thấy không? Nó cực đẹp và những cái vàng ấy là người ta để ở trong cái trần đây này, với những cái này đây này, toàn vàng đây này. Cái chỗ con chuột mà Lan Di đấy. Đấy, nhiều lắm. Nhiều lắm luôn. Vâng, và đây một cái câu nói của Jack Ma nổi tiếng đó là gì? Nếu bạn không thành công thì người khác vẫn thành công. Nhưng ở đây cũng nói với quý của chú anh chị là gì? Người nào không chấp nhận rủi ro sẽ không dám làm gì, không có gì, chẳng là gì và sau cùng vẫn là một con số không to tướng. Họ có thể tránh được khổ đau và muộn phiền nhưng cũng không học hỏi hay cảm nhận được điều gì thú vị. Họ cũng chẳng bao giờ trưởng thành và cũng không hề biết yêu và sống đúng nghĩa. Đấy, chúng ta thấy cả một đàn bò không? Một người bạn của mình, một người đồng loại của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cả đàn bò đứng yên nhìn nó. Có khác gì bây giờ chúng ta thấy rằng hiện tượng El Nino và La Nina trên toàn cầu mỗi năm thế giới nóng lên 1,5 độ C chỉ độ khoảng một đời nữa thôi, chưa đến đời nữa đâu, khoảng độ 40-50 năm nữa. Khi mà cái sự cộng hưởng của cái nhiệt độ nóng lên trên trái đất, cái sự tàn phá giận dữ của bà mẹ thiên nhiên, chúng ta chả còn nói chuyện được giàu nghèo đâu ạ. Giàu nghèo lúc này có nghĩa lý gì đâu khi mà chúng ta không còn tồn tại, khi mà tất cả là trở thành sa mạc, nóng lên, khí hậu thay đổi, rồi băng giá thì phủ khắp nơi. Chúng ta thấy hiện nay là Đà Nẵng trước đây ấy, là trong những cái năm trước là vào trong đây có bao giờ phải mặc áo lạnh đâu, nhưng bây giờ mặc áo lạnh y như ngoài Bắc luôn. Chỉ có bây giờ là em trong chỗ em like, mà đến khi em like mà cảm nhận được rằng là mình á, mà lại mặc áo lạnh rồi thì chắc là ở Đà Nẵng này thì giống như ở bên Belarus. Đấy. Cho nên càng ngày khí hậu nó càng khắc nghiệt đối với chúng ta là do chính chúng ta. Vậy thì
Chính vì thế bây giờ thế giới gì ạ? Đang cố gắng nỗ lực, các nhà môi trường đang cố gắng nỗ lực để cứu trái đất. Có rất là nhiều khoa học, có những cái công trình khác nhau. Và đặc biệt như em nay nói, đối với vĩ nhân Anatoly Zhukov, nông nghiệp khó, công nghiệp khó, tất cả các mảng, trên trời có, dưới nước có, dưới đáy sâu đại dương có, tất cả những cái sản phẩm đều phục vụ cho một cái hành tinh xanh và sạch. Và đặc biệt đất mùn Terra sẽ là những cái bí kíp để cho Đông, các nước Ả Rập Xê Út, người ta xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Nếu như quý cô chú anh chị chỉ nghĩ đến những cái rủi ro thường nhật của mình thì cuộc đời của mình đủ là rủi ro. Có phải rằng nếu như một em bé nó biết ra ngoài kia, nó sẽ bị kết liễu đời lúc 10 tuổi, 12 tuổi, thậm chí là vừa lọt lòng mẹ thì có lẽ nó không ra đời. Nếu như một người biết rằng cuộc đời của mình sẽ gặp những cái khốn khó như thế, những điều đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu như chúng ta có kiến thức và chúng ta chăm sóc chăm chút ngay từ đầu thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ thật là ý nghĩa. Nên hãy nhớ rằng tất cả các thứ đều có hai mặt. Hãy sử dụng mặt tích cực của nó, đừng vận hành mặt tiêu cực. Quyền lựa chọn là ở chúng ta, kiến thức là ở chúng ta. Nhưng trước khi mà chúng ta làm để tránh được rủi ro thì chúng ta phải hiểu kỹ chúng ta đang làm việc gì và việc đấy mang lại lợi ích gì. Chúng ta làm thì được gì, mất gì, không làm được gì, mất gì. Khi chúng ta đã suy nghĩ kỹ như thế, đây chính là lập trình ngôn ngữ tư duy, hay người ta còn gọi là NLP, tức là chúng ta hãy xác định trước khi chúng ta làm. Xác định quả quả trước đi. Cái quả của chúng ta là gì? Quả chính là phần bề ngoài của chúng ta. Và tất cả chúng ta đều nhớ nhé. Quả nó chỉ là 10% thôi, còn chất lượng của nó 90% chìm sâu, và 90% này sẽ quyết định 10% quả kia. Nhưng trong thực tế cuộc sống thì ngược lại. Quy luật 90 10 có nghĩa là gì? 90 người là cái đám đông, còn 10 người người ta thành công và người ta quyết định chất lượng sống của 90 người kia. Tất cả khi mà chúng ta hiểu được trò chơi của tâm thức, khi chúng ta hiểu được trò chơi của tiền bạc, khi chúng ta hiểu được tất cả các trò chơi mà vũ trụ vi diệu đang rèn chúng ta, khi chúng ta có một khoảng thời gian mà vũ trụ cho để chúng ta tồn tại trên cõi đời này, thì chúng ta sẽ gặp được những điều mang đến cho chúng ta hạnh phúc. Và tất cả những cái rủi ro đều là do chúng ta nhận, giống như em nay nói đầu livestream đấy. Có nghĩa là gì? Luật hấp dẫn. Anh nghĩ đến cái gì thì nó sẽ hút cái đó vào với mình. Đấy. Cảm ơn anh Dũng Huynh nhé. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đang xem livestream. Cảm ơn An Bình. Cảm ơn chị Phan Liên Hương, Trần Minh Kiều ạ. Những con người mà anh Trần Minh Kiều hôm nay thì mới gặp. Vũ Thị Loan. Cảm ơn cô Hoài Ngô. Vâng. Cảm ơn Tuyên Đặng, Đinh Hồng Phúc. Hương Nguyễn Nga, chào chị Nguyễn Nga xinh đẹp đó. Chị Phan Lịnh, em Nguyễn Đức Tạc thấy hôm nay nặng thinh không thấy chọc anh Lai. Cảm ơn Hoàng Nga, cảm ơn Hồ Liên, anh Hà Đề, Nguyễn Ngân, Hồi Ngô, Lan Anh, Ngọc, Ngô Hiền, đó. Hương Lê. Vâng, cảm ơn Thanh Minh, cảm ơn anh Trần Xuân Cừ nhé, cảm ơn anh Phương Trường. Vâng, hôm nay nhìn thấy tới anh Cừ thì cũng là ngày hôm nay là ngày 21 và ngày mai là ngày 22. Thay mặt cho những người phụ nữ có người thân công tác trong quân đội, xin được biết ơn tất cả các anh, các chị, tất cả những học trò đã, đang, sẽ là những quân nhân trên cái tuyến đầu, đó là các chiến
sĩ quân đội nhân dân. Chúc các anh có sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn năng lượng để bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ những người thân. Và mong rằng các anh cũng chính là những người mở rộng tầm nhìn, mở rộng góc nhìn để chúng ta cùng chung tay có một cái trái đất thật xanh, sạch, đẹp, đúng theo nghĩa của nó. Và cũng mong rằng là tất cả các anh cũng như gia đình của các anh sẽ cùng chung tay với Ngài Chủ tịch Anatoly Zelensky, cùng chung tay để bảo vệ cho trái đất của chúng ta, hãy cứu trái đất của chúng ta và hãy làm sao cho đời con cháu của chúng ta được sống trong hạnh phúc và thịnh vượng, cũng như chúng ta bây giờ cũng vậy, sống trong hạnh phúc và thịnh vượng. Và chúc tất cả những người đã và đang công tác ở trong quân đội luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có một cái Tết 22 tháng 12 thật là vui vẻ và ý nghĩa. Anh Nguyễn, livestream hôm nay quá giá trị và ý nghĩa, cảm ơn hai chị em. Vâng, em cũng cảm ơn, không biết là chị hay là anh. Tuy nhiên thì cuộc sống của chúng ta để thành công thì chúng ta chú ý ba cái chữ T. Ba chữ T này nó vô cùng quan trọng. Cái chữ T thứ nhất đó là chúng ta phải dám chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, đối với UST hiện nay không có thất bại, mà chỉ là chúng ta ghi dấu ấn giá trị của chúng ta đến đâu. Sau này con cháu của chúng ta khi nó ngồi trên con tàu đấy, nó biết được rằng người Việt Nam của chúng ta đã vô cùng thông minh để đưa cái giá trị công nghệ này. Đó là bạn Triệu Tâm, một bạn trẻ mới chưa đầy 40 tuổi. Bạn đã nhìn ra công nghệ này trước đây cả chục năm. Bạn đã nhìn ra công nghệ. Bạn đi tìm tòi, bạn đi dẫn bước chân trên con đường để đầu tư. Và sau khi thấy giá trị như thế, bạn ấy đã trao truyền lại. Và có những cái lúc bạn rất cô đơn, nhưng mà hiện nay thì Triệu Tâm nhớ nhé, bạn không cô đơn nữa, mà có rất nhiều con người, rất nhiều người Việt Nam của chúng ta đã nhận ra giá trị này. Chúng ta đang nói người Việt Nam thôi, còn người trên thế giới thì hiện nay chúng ta biết là có rất nhiều bạn trẻ trên thế giới, người ta cũng nhìn thấy, và đặc biệt là có bạn trẻ người Ấn Độ, là bạn ấy đã xin được đầu tư, xin được cái phiếu để bạn ấy đầu tư. Thứ nhất là tăng gia sản của các bạn ấy. Cái phiếu đầu tư của Happy New Year chúng ta chỉ còn có hơn một ngày nữa, chắc là một ngày nữa. Để như vậy là bạn ấy xin được nhận cái giá trị này để bạn ấy đầu tư. Để chúng ta thấy như thế nào? Vô cùng tuyệt vời. Như vậy chúng ta phải biết chấp nhận thất bại. Nhưng đối với UST, không có thế lực nào ngăn cản nổi nữa rồi. Bởi vì nó đã được chứng nhận của hơn 200 nước và người ta mong muốn có nó. Người ta mong muốn có nó. Và đặc biệt khi chúng ta đi trên những con tàu này với giá cực kỳ rẻ, lại an toàn, lại xanh, lại sạch, lại hiện đại và thông minh, thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tư duy của những người đi trước để người ta chung tay, để người ta đưa ra cái công nghệ này. Và người ta đã phải trả cái gì ạ? Cái thứ nhất là cái giá về thời gian. Về thời gian, vâng ạ, nhấn mạnh là về thời gian. Các bạn đã bỏ ra thời gian, có những bạn thì chỉ 15 phút các bạn đã đầu tư, có những bạn 30 phút đã đầu tư, có những bạn thì cần phải chờ 1 năm mới đầu tư, và thậm chí có những bạn 5 năm giờ chưa đầu tư. Thì chuyện đó là góc nhìn của mọi người, hay nói cái khác đó là cái nghiệp của chúng ta. Đấy, nghiệp của chúng ta. Thế nhưng mà khi mà con cháu ta đi trên con tàu này thì biết rồi, đấy, nó sẽ tự hào. Bởi vì sao? Một năm cứu 1,5 triệu người chết trên thế giới vì tai nạn giao thông, 20 đến 30 triệu người bị thương tật dẫn đến mất toàn bộ khả năng lao động, sống nhờ an sinh xã hội. Cái thứ ba là cứu sống 500.000 người nhiễm các bệnh về hô hấp do ô nhiễm môi trường, và 1,2 triệu người bị chết vì ung thư trên toàn thế giới trong một năm. Đấy. Như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng đây là những cái con số nó biết nói. Những cái con số này chúng ta có thể thay đổi được không? Được, bởi vì những con số này nó có thể là những người xung quanh chúng ta. Họ đang phải vật lộn với bệnh tật, nhưng mà người ta vẫn không biết rằng bệnh tật này đến từ đâu. Đến thì cái thứ nhất đó là gì? Chúng ta không quan tâm chăm sóc, bởi vì chúng ta phải lao ra kiếm tiền, lao ra ngoài cái vòng vật chất để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta không quan tâm được đến sức khỏe. Có bao nhiêu anh chị là 6 tháng đi kiểm tra sức khỏe một lần? Hay chúng ta để cả năm chúng ta không kiểm tra, và mỗi một lần đau chúng ta chỉ cần đi ra bác sĩ phủi tay, kể bệnh, các dược sĩ cho thuốc về uống, thấy cảm thấy khỏe, thế là ổn rồi. Bao nhiêu quý của chúng anh chị
Nếu đúng thì chúng ta còn rất là nhiều người trong đây, 12.000, 13.000 người ở trong đây. Chúng ta hãy thả tim đi nào. Đó. Bản thể vật lý của chúng ta bị hỏng. Chúng ta lao ra ngoài chúng ta làm. Chúng ta phải làm những công việc nặng nhọc chúng ta mới có tiền. Những công việc nặng nhọc ấy đã bị thẩm thấu vào chính người chúng ta. Ở đây có biết bao nhiêu quý của chú anh chị nhìn thấy rằng xung quanh chúng ta kia, ngoài kia thì có những cụ già 6, 70, 80 tuổi rồi. Phải đi bán vé số, phải đi làm những cái việc rất là vất vả để nuôi cháu của mình vì con mình bị tai nạn giao thông. Hãy đặt, hãy chạm đến lòng trắc ẩn của quý của chú anh chị đi ạ. Đấy. Cái thứ nhất đó là thất bại, chấp nhận thất bại để chúng ta thành công. Đó không phải là thất bại, mà hãy nói với ngôn ngữ diệu ngôn đó là gì? Những thử thách vũ trụ đang giao bài thi cho chúng ta phải hoàn thành nó. Nếu như chúng ta vững chắc về tài chính thì bất kỳ biến cố gì xảy ra trên cuộc đời này, chúng ta đã có một mảnh ghép được hoàn thành. Và mảnh ghép cần hoàn thành trước đó chính là gì ạ? Đó chính là trí tuệ của người ta, để tuệ đi với tiền, tuệ sinh ra tiền. Nhưng tuệ chỉ đến từ tâm của chúng ta. Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi. Đấy. Con người ta sinh ra không khác nhau là mấy, nhưng do môi trường và sự tôi luyện mà trở nên khác nhau. Môi trường tạo ra hoàn cảnh đó, hoàn cảnh có trong môi trường, chúng ta sẽ có những phản ứng đó. Những phản ứng này cho chúng ta suy nghĩ cho chúng ta cảm xúc cho chúng ta hành động, và hành động mới tạo ra kết quả. Cho nên chúng ta phải biết phát triển tư duy của chúng ta. Như vậy cái T thứ hai là tư duy. Chúng ta theo dõi, học tập, đi trước và học những người đi trước là một cách học hay, nhưng thành công không có ai công thức giống ai cả, nhưng những điểm mấu chốt thì giống nhau, có nghĩa là phải tăng tuệ của mình lên. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta tranh luận về điều gì, chúng ta phải hiểu về vấn đề chúng ta cần tranh luận, chứ không phải là chúng ta khơi 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 chúng ta xẹt qua cái chúng ta chả hiểu gì thì chúng ta là vô giá trị, đúng không ạ? Đó, cho nên phải tư duy để tìm ra cách làm phù hợp với chính bản thân mình và hành động từ sớm. Đừng để nước tới chân mới làm. Ngày hôm qua thì ông anh nhà nhà Lan có nói rằng là nghỉ hưu rồi theo theo thím. Thế nhưng hôm nay không biết là anh vừa nãy hình như thấy cũng có, thì kể cả anh cũng là một chiến sĩ trong quân đội, và tất cả những các quý cô chú anh chị đang xem chương trình đây, thì thời điểm tốt nhất là 20 năm trước, và thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ. Đừng chậm nữa. Chúng ta chậm trễ là chúng ta vào, chúng ta chỉ có dọn thôi. Khi tất cả người ta đã xong rồi, chúng ta chỉ có dọn lại nó. Chứ tức là chúng ta mót lại những gì còn sót lại. Hãy đi trước đón đầu nó. Hãy đi trước đón đầu với cái xu thế của xã hội. Hãy đón đầu những cái điều mà nó làm ra, đó là gì? Điện, đường, trường, trạm, tất cả những cái này nó có trong cái tập đoàn UST, thì tại sao chúng ta không làm? Tại sao chúng ta không dám chấp nhận, không dám chấp nhận rủi ro, không dám chấp nhận thất bại? Nhưng nói nhỏ nhé, như của chú anh chị không, không rủi ro đâu ạ, bởi vì chúng ta sẽ thắng và thắng lớn. Bởi vì ngài chủ tịch đã nói như thế này: tôi không phải là bỏ cả cuộc đời ra để như vậy là tạo ra cái sản phẩm mà khi lên sàn thì kiếm 5 đô đâu. Thế thì chúng ta vừa được làm gì? Vừa được làm từ thiện đỉnh của đỉnh. Chúng ta vừa này được gì? Thay đổi bức tranh tài chính của chúng ta. Và trong khoảng thời gian như thế nào ạ? Cực kỳ ngắn. Người ta đã đi theo từ năm 2014 đến giờ. Năm nay là 2022, người ta vẫn đang rất hân hoan và người ta muốn mua thêm nhiều cổ phần nữa. Trong khi đó bây giờ mình 6 triệu không dám, mà nó còn ngồi phán như thánh tướng rằng là gì? Đây là dự án lừa đảo.
Mình ngồi ở nhà mà mình nói chuyện vũ trụ, chúng ta có thấy không? Thế giới đã nền vũ trụ, và người Việt Nam của chúng ta, anh hùng Phạm Tuân cũng đã bay lên vũ trụ. Chúng ta còn có Bùi Thanh Liêm cũng bay lên vũ trụ, cũng là những phi công vũ trụ. Người Việt Nam chúng ta cũng tự hào về điều này. Nhưng khi con người ta đã lên vũ trụ rồi, chỉ bằng kinh độ và tọa độ, chỉ bằng những cái bài toán mà tưởng tượng, cái óc tưởng tượng của các nhà khoa học để người ta căn, người ta vẽ ra, để người ta đưa con người từ trên, từ trái đất lên trên vũ trụ và từ trên vũ trụ trở về trái đất. Và hôm nay đây, ngài Anatoly Zhukovsky, người mà đã đưa những con người đó thành công lên vũ trụ trở về, ngài sử dụng những cái công thức đó để làm gì? Để giải cứu trái đất này, để cho chúng ta có được cái cuộc nói chuyện, để gì? Để nói với bà con mình, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Bởi vì chúng ta lại nói một chút tiếp nữa, nếu như đối với những nhà đầu tư người Mỹ trước năm 2013, thì những người nào có tài sản đủ là 1 triệu đô, và tài sản ròng của họ, tài sản như vậy là của họ phải là 5 triệu đô. Nếu như vợ chồng thì phải chứng minh được là như vậy, nếu một người thì là 200 ngàn đô thu nhập đó trong năm và liên tục, và nếu như có cả vợ cả chồng thì phải 300 ngàn đô liên tục trong nhiều năm thì người ta mới được phép vào những cái dự án này. Và đối với robot Kiyosaki nói rằng cái dự án như thế này được coi là dự án kiếm tiền nhiều nhất của giới nhà giàu mà không dành cho người nghèo. Thế nhưng mà hiện nay sau năm 2013, đạo luật JOBS của Tổng thống Obama ký đã cho phép người nghèo được tham gia vào những dự án này, thì chúng ta lại nghi ngờ. Bởi vì làm sao? Chúng ta thiếu thông tin. Bởi vì làm sao? Chúng ta không chịu trả giá bằng thời gian để chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiên cứu. Còn bây giờ quý cô chú anh chị tham gia vào dự án này, chúng ta đã thắng ngay từ đầu. Có nghĩa là gì? Bỏ 6 triệu đồng thôi, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi ạ. 6 triệu đồng quý cô chú anh chị được bao nhiêu ạ? Được 20.000 cổ phần, tương đương với 20.000 đô. Có phải rằng bức tranh tài chính quý cô chú anh chị đã ra không? 6 triệu đồng này nếu như quý cô chú anh chị để tự mình mà thậm chí 100 triệu cho quý cô chú anh chị, như vậy là tự kinh doanh tự làm thì khoảng độ như vậy 3 năm nữa có nên đến đến 1 tỷ không ạ? Khó lắm ạ, không biết mọi người nào đang không làm được đó. Thế cho nên là chúng ta phải thấy là cái tư duy của mình nó là quan trọng, và cái thứ ba nữa đó là phải thực hành, dù chậm dù nhanh, dù sai hay dù đúng, dù còn tư duy kém cỏi, nhưng hôm nay đây tất cả mọi người đang nói mình dám nhảy vô đi đấy. Bởi vì làm sao, nếu như với những cái dự án scam, với như những cái con người mà lừa đảo, thì không ai người ta đi ra ngoài cái live stream như thế này, người ta nói với quý cô chú anh chị, và không ai người ta dám như vậy nói là cô giáo, là thầy giáo mà đang giảng dạy chứ không phải không. Tại sao phải đi ra đây đến 2 tiếng hồ ngồi nói với quý cô chú anh chị? Còn khi chúng ta nói rồi mày thành công đi rồi tao mới thành công, có nghĩa là người ta đã lên vũ trụ rồi, quý cô chú vẫn ở dưới gì, dưới dưới đáy sâu. Thế thì như vậy nên chính bản thân mình làm hà làm cho mình chỉ khó hơn cho mình thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì đến thời điểm này chúng ta làm 20 năm, 30 năm, 50 năm, thậm chí 60 năm mà mình lại chưa có 1 đồng để mình làm gì? Để mình như vậy là lo cho cuộc sống của mình. Luôn luôn cái tư duy đó là gì? Không có tiền. Thì vài năm nữa thôi, khi mà lạm phát tăng, nó tự lấy tiền trong túi quý của chú anh chị. Chúng ta như vậy là không thể tiết kiệm được nữa. Có phải bây giờ là chúng ta như vậy muốn có tiền là chúng ta phải tiết kiệm không? Nếu như đầu năm học của con, có phải là chúng ta giảm bớt tất tận mọi thứ không? Gọi là cắt giảm chi tiêu. Đó là cái con đường mà chúng ta không nghĩ ra là chúng ta phải làm thế nào để khi chúng ta ngồi ở nhà mà chúng ta có dòng tiền thụ động nó về. Nói quý cô chú anh chị nhá, 6 triệu quý cô chú anh chị trong 5 tháng, chúng ta có 20.000 đô. Khi mà người ta chia cổ tức, tức là cái dòng tiền lãi nó về, nó rất nhiều về cổ tức rồi.
dòng tiền lãi nó về, tức là quỹ của chú anh chị ngồi im, mà giống như cái tiền mà nói như thế này để cho mọi người đều dễ hiểu này, cái tiền mà 6 triệu chúng ta bỏ ra là chúng ta mua một ngôi nhà đấy, và cái ngôi nhà này nó lên đến 500 triệu hoặc là 1 tỷ hoặc 2 tỷ thậm chí 10 tỷ là do cái giá của thị trường, đúng không ạ? Quý cô chú anh chị không bán cái nhà này đi, quý cô chú anh chị cho thuê, thì cái tiền cho thuê đấy trừ cái chi phí đi ABCD, còn lại cái số tiền mà chúng ta được chi tiêu đấy thì đó chính là cổ tức. Quý cô chú anh chị thấy không, 20.000 đô này, 20.000 cổ phần này khi lên sàn là 20.000 đô, nhưng tiền cổ tức người ta chỉ cần trả 1.000 cho quý cô chú anh chị thôi, chúng ta đã được 20 triệu rồi ạ. 20 triệu trừ đi 6 triệu chúng ta còn lời. Chúng ta lại chúng ta có bị mất cái gì đâu. Nó lời. Mà sang năm là người ta đã được nhận cổ tức rồi thì cứ cho quý cô chú anh chị tham gia năm nay thì sang năm nữa được nhận cổ tức cũng vẫn là vui vẻ. Có đúng không? Sang năm nữa chúng ta được 20 triệu thì có phải là chúng ta trả 2 năm đi, chúng ta vẫn còn không? Vẫn còn đến 8 triệu. Đấy. Thì tính toán nó ở đấy chứ nó ở đâu. Cho nên thực hành đi, thực hành đi, dù chậm dù nhanh, dù sai dù đúng, thực hành đi, thời gian trả sau đấy. Sau này như vậy Lan vẫn còn ở trên cái Facebook này cơ mà, bởi vì Lan nói là Lan trao giá trị, và những cái video clip này chính là những giá trị mà Lan để lại đời và sau này đấy. Già cả đi rồi không còn ở trên cõi đời này nữa, thì con cháu của Lan khi nhìn vào đây vẫn thấy à, trước đây là bà mình, đây là chú Lai, bác Lai, anh Lai luôn luôn đồng hành, và có rất nhiều quý cô chú anh chị đồng hành đây này, thấy không nào? Và chắc chắn rằng quý cô chú anh chị đi trên con tàu đấy có hình của Lan trên đó, bởi vì Lan đã xong gói ghi danh từ năm ngoái rồi, đã có hình của con tàu rồi đấy. Cho nên là khi mà chúng ta biết được về điều này, đừng chần chừ nữa, nhanh chậm đúng sai, tư duy kém hay tư duy cao đi siêu đi chăng nữa, cứ biết được rằng vào đây là thắng, vào đi, đừng quên kiên trì, kiên trì và thành công đó. Đừng có bảo bây giờ vào mà chưa chi đã đòi tiền xong lại bảo bán đi, ai bán, có nghĩa là chả hiểu cái gì cả đấy. Tiền ở trong túi quý của chú anh chị chẳng ai bảo rằng là quý hơn chú, là gọi là thiết tha mời mọc rồi về mời gia đình đi, nói với quý của chú anh chị gia đình người ta vào hết rồi, các cổ đông này người ta cũng, bởi vì làm sao, chính những người trong gia đình đã nhìn thấy thành công của chính người trong gia đình mình, nhìn thấy trẻ trung ra xinh đẹp ra, mà có khi lại còn không ngờ nữa chưa đấy. Đúng rồi, cho nên ai biết mà đóng góp ở đây vô cùng tuyệt vời, mình không chịu khó đóng góp, mình không chịu khó, mình không để cho mình có cái thời gian ra mình cứ nói linh tinh ở ngoài, mình cứ làm đi, mình sẽ có tất cả đấy đấy. Và sau đó thì là gì đấy, đấy sau đó là gì, đi sang để khoe bên Việt Nam, đây là hai cô gái Việt Nam đã sang tận Dubai để xem thử là nó có đúng như vậy không, để về rồi mới trao truyền, mới dám ra live stream để mà ngồi 2 tiếng đồng hồ, chứ chứ mà cái dự án scam thì dám ra không đó. Tư chí anh chị nhìn thấy đẹp không, mang kính từ Việt Nam sang, mang khăn từ Việt Nam sang và cũng biến thành người Hồi giáo đấy, quý cô chú anh chị thấy không, nó vô cùng tuyệt vời như vậy. Thế thì tại sao mình không làm nhỉ em Lai, em thấy thế nào? Em thấy rằng tất cả các anh chị em cô chú, những người chưa có tài khoản, thay vì mình sợ hãy cảm ơn. Vì rất nhiều người cũng nghĩ giống mình, thì có thể ngay lúc này anh chị em cô chú mình còn cơ hội. Và cũng có rất nhiều người dân trên cái thế giới này không có cơ hội được biết đến, cũng như không có cơ hội được tiếp cận. Rất nhiều người dân trên cái thế giới này chưa có cơ hội để tiếp cận với tập đoàn này. Đó. Nó có nhiều cái, ví dụ như là pháp lý, ví dụ như là ba cái pháp lý của các nước, ví dụ như là của Mỹ này, của Nhật này, của Anh này, của Canada này,
đó, hay là của Trung Quốc thì Internet kiểm duyệt này đó, rất nhiều cái lý do để mà nhiều người trên cái thế giới này chưa được tiếp cận. Vậy thì anh chị em cô chú mình hãy hiểu rằng ngày hôm nay anh chị em cô chú nắm giữ cổ phần của cái tập đoàn lớn nhất của thế giới, đúng không ạ? Là ông bà chủ của một cái tập đoàn lớn nhất thế giới, nó cảm thấy nó sung sướng lắm, tự hào lắm. Đấy, anh chị em cô chú mình hãy mạnh dạn, hãy mạnh dạn. À, thực ra ở đây thì nếu mà nói về rủi ro thì là do chúng ta quy định ra. Thì ngày hôm nay Lan và em Lai là muốn chia sẻ với quý cô chú anh chị rằng là nó không rủi ro nữa. Nó đã tới 99,9% rồi. Và bây giờ thì cho quý cô chú anh chị cùng xem một cái status của sư thầy Nguyễn Tánh tại thành phố Đà Nẵng. Thầy đã viết vô cùng tuyệt vời và thầy lấy cái tên ở ngoài đời của mình là Nguyễn Tánh U Sky. Và đây, quý cô chú anh chị cùng xem. Tức là thầy nói rằng đây là một cái giá trị nhất. Cái giá trị nhất đó là gì? Ngài Chủ tịch nói rằng tôi bỏ ra hơn 40 năm nghiên cứu công nghệ U Sky không phải để lên sàn với giá 5 đô. Và đây là cái câu status mà thầy đã nói. Chủ tịch UNISKY đã từng nói phát minh công nghệ đường dây Skyway của tôi đi trước nền văn minh của nhân loại ít nhất là 10 năm và sẽ không có bất kỳ công nghệ nào tương tự. Khi thời cơ chưa đến, bạn hỏi nhiều cũng vô ích. Khi thời cơ qua đi, mọi thứ đã muộn màng. Nên dù tôi là người xưa nay chỉ quan tâm đến vấn đề bản thể tâm linh, nhưng tôi vẫn còn phàm phu, chưa phải bậc thánh nên không thể giúp đỡ, giúp đời, giúp đạo bằng đầu môi chót lưỡi. Nên tôi thật sự đầu tư Skyway nghiêm túc và tôi viết status này để chứng minh cho tất cả những ai đã xem thường sự đầu tư vô cùng nghiêm túc của tôi. Sau này thấy rõ, nếu không biết tận dụng cơ hội vàng này do Skyway mang đến, bạn sẽ ít nhất hối tiếc 30 năm sau và còn hơn thế nữa. Đây là lời nói của sư thầy, một người mà chúng ta biết được rằng là người ta đã bỏ đời, bỏ cái ngoài đời thực ấy, để người ta đi về cái thế giới tâm linh. Đấy. Để người ta hoàn thành cái nguyện ước đó là về tâm linh. Đấy, một con người như thế này đây. Và đặc biệt là chúng ta cũng biết được rằng là đây, chúng ta hãy đọc những câu này để chúng ta mới thấy rõ này. Tôi vẫn giữ lời hứa của mình từ 8 năm trước, năm 2014 đến năm 2022. Chúng tôi đang tạo ra mảng kinh doanh lớn nhất thế giới. Chúng tôi sẽ tạo ra một ngành công nghiệp lớn nhất lịch sử của nhân loại, hơn cả Boeing, Apple, Ford cộng lại. Chúng ta sẽ là cổ đông lớn nhất thế giới. Anatoly Zelensky, cha đẻ công nghệ U-Sky. Còn đây, người vợ của chủ tịch, bà nói gì? Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể nói được là chúng ta đang ở ngưỡng cửa của những siêu dự án lớn. Nhưng xin các bạn cần phải hiểu, kinh doanh cần phải giữ bí mật. Đây là vợ, tức là phu nhân của ngài chủ tịch. Chúng tôi đã có hợp đồng chế tạo xe điện, hợp đồng đó có giá trị rất lớn và đã được thanh toán. Nào, còn cái gì rủi ro nữa không ạ? Và đây, đây là ai? Em Lai có thể nói tên của ông này không? Em không nhớ ông này có phải ông Lý Quang Diệu không? Đúng rồi. Nếu anh không làm ra tiền thì cái trí của anh chỉ là trí nhớ. Bề dày thành tích tốt nghiệp trường xịn, học hàm học vị là cái vớ vẩn. Một là chơi luôn kỳ tích, thành tích vượt bậc. Hai là thành tựu cụ thể thì mới có chỗ đứng trong xã hội hiện nay. Đấy, giá trị. Tôi
Không muốn người giàu lại càng giàu và người nghèo cứ mãi nghèo. Tôi muốn trao tài sản trí tuệ cả đời tôi đến tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới, kể cả những người nghèo cũng có cơ hội. Anatoly Zelensky, cha đẻ công nghệ Blue Sky. Nhân loại không chỉ cần một phương tiện đi lại mà cần một giải pháp giao thông an toàn, thông minh, tiết kiệm, chi phí và thân thiện với môi trường. Chúng ta lần lượt đọc những cái câu mà ngài đã nói. Đây chính là tấm hình vô cùng tuyệt vời. Quý cô chú anh chị nhìn thấy con tàu ở phía trên và ở dưới là một quan chức cấp cao của UAE. Bên phải và bên trái của ông là những người mà trao cái công nghệ này đấy, chứng nhận công nghệ này đấy. Bởi vì khi mà ngài Anatoly Zelensky đi sang đây thì quốc vương và thái tử của Dubai không phải là những người bình thường đâu quý cô chú anh chị ạ. Mà người ta đã nhận ra cái vấn đề đây là một cái công nghệ mới và người ta yêu cầu là phải đảm bảo được cái an toàn và phải được chứng nhận của người ta thì mới được chấp nhận. Thế thì cha đẻ công nghệ Uskay Anatoly Zelensky với các đại diện của tổ chức chứng nhận đã công bố chứng chỉ an toàn dưới cầu vượt vận tải đường sắt và phương tiện nhiệt đới của xe UK. Thì chúng ta mới nhận thấy như thế nào. Và đây, đường thử số 4 sắp sẵn sàng, đang kiểm định các đoạn treo tạm của kết cấu đường ray để hoàn tất các công tác chuẩn bị nâng ray lên cao độ thiết kế. Đấy, chúng ta thấy không? Và đây, đây chính là trụ sở chính của chúng ta. Nó ở 33, phố Minsk, Cộng hòa Belarus. Chúng ta thấy ngôi nhà bề thế như này mà chúng ta nói như thế nào? Đấy. Vô cùng tuyệt vời luôn. Ồ, con cảm ơn thầy. Hôm nay thầy có cái tên là tụt khám tuyệt đỉnh. Ồ, đấy con đang nhắc đến thầy đấy. Lẽ ra là hôm sau là phải mời thầy lên để cùng trao giá trị cho bà con. Quý cô chú anh chị hãy nhìn cái viết của thầy, nó rất là thông minh, rất là trí tuệ. Ở thầy đó là chỉ có niềm vui thôi, mặc dù thầy đã bỏ qua tất cả, buông bỏ tất cả ở ngoài, nhưng bây giờ thầy nhận ra rằng cái giá trị này nó mang đến cho chúng ta, đó là cái cứu hành tinh này, cho nên thầy cũng vào và cố gắng chia sẻ. Con cảm ơn thầy nhé, con cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Đấy, khi nào em vào Đà Nẵng chị đưa em đi chùa nhé. À, Nguyễn Tính, ở đây nhiều chùa lắm anh Nguyên. Đấy, ở đây rất là nhiều chùa và rất là đẹp. Đấy. Chị Lan mời thầy lên chia sẻ, thầy có ở đây không? Thầy không có ở đây. Và em lai thoát ra lúc nào vậy? Tăng lượng tương tác. Đấy. Chúng ta đã vừa mới nhìn thấy đấy, em bị ấy à. Và một 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 điều nữa đó là gì nhỉ? Đấy, vừa nãy là sờ tắt tút của thầy lấy 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 biệt danh là tột khán tuyệt đỉnh cô Phong đây ạ. À, đấy thầy, đấy thầy vô cùng thông minh và thầy vô cùng sáng láng luôn quý cô chú anh chị ạ. À, thì nói chuyện với thầy thì chỉ có cười suốt cả ngày luôn thôi ạ. À, nhưng mà vừa đi mời thầy nhưng mà không thấy thầy ở đây, ở trong cái phần mà bình luận đấy. À, phần mời lên nó không có đấy quý cô chú anh chị thấy không. Những con người mà đấy, người ta đâu có phải vì tiền đâu, chả phải vì tiền. Tiền đối với các thầy nó là cái gì đâu, không là cái gì hết, mà đang chỉ mong muốn là cứu rỗi chúng sinh đấy, đang làm cái việc mà gọi là tốt đời đẹp đạo đấy, để giúp cho chúng ta, để cho con cháu chúng ta để có. Và chúng ta nếu như mà chúng ta còn nhớ, đó là cái bức ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 cùng với lại ngài Anatoly Junitsky, thì chúng ta mới thấy được là nó vô cùng là tuyệt vời. Vì lúc này nó là không còn cái sự cái ranh giới về niềm tin nữa.
Trước đây chúng ta cứ phân biệt là nào là bên Thiên Chúa giáo, nào là tin lành, nào là vân 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 vân. Nhưng bây giờ thì chúng ta nhận thấy không, người Thiên Chúa giáo và Phật giáo nắm tay nhau để cùng hướng tới một cái xã hội tốt đẹp. Đấy. Nuôi dạy chỉ bảo cho các Phật tử rồi các những cái con dân của Thiên Chúa là như vậy, là sống là gì? Lương thiện. Sống lương thiện phải biết ơn tất cả mọi người. Thế thì đối với những cái bậc mà gọi là trên cao cao tại thượng, Nam vẫn nói, tức là trên cao cao tại thượng, tức là những con người mà mức độ là trí tuệ thông huệ. À, ngày hôm qua thì các thầy cũng dạy trí tuệ nhưng mà đang chưa được 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 thấm nhuần cái này, chắc chắn là phải có nhiều lần nữa để biết. Thế thì khi mà chúng ta biết được về điều này và cũng nói với quý của chú anh chị là hiện nay chiến tranh giữa Ukraine và Nga chúng ta thấy vẫn đang tiếp diễn, và đặc biệt là bên Ukraine người ta đã đặt hàng, đó là cái máy bay không người lái của chúng ta đấy, người ta cũng đặt hàng cái máy bay không người lái thì như nào, phục vụ như nào, chuyện đó chuyện của họ. Tuy nhiên là chúng ta mới thấy được cái công nghệ của chúng ta nó đẳng cấp đến mức độ nào, nó vô cùng đẳng cấp. Và ngay chính thầy Nhuận Không đã có những cái nhận định như thế, thì chúng ta nhận thấy rằng là ngay chính bản thân ngài là một trong những người mà đã gần cửa Phật, là biết bao nhiêu năm đã học được về những cái trí tuệ của cổ xưa, mà chúng ta đang sử dụng cái trí tuệ cổ xưa đấy, chúng ta đang vận dụng cái trò chơi tâm trí, chính là những cái trí tuệ mà người cổ xưa đã dạy cho chúng ta, những cái bậc hiền triết, những cái bậc mà cao cao tại thượng ở phía bên trên đã dạy cho chúng ta. Thế là chúng ta phải biết được điều này. Và một lần nữa thì Nam vẫn nói quý cô chú anh chị rằng Unisky Chain Technology Inc. vô cùng tuyệt vời. Đây là một tập đoàn khoa học, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta, những nhà đầu tư sẽ cùng ngài chủ tịch nhanh chóng đưa cái công nghệ này ra để phục vụ nhân loại. Đó là điều tuyệt vời. Đấy. À, em Lai có nói thêm gì với quý cô chú anh chị không? Em xin phép được bổ sung vào cái từ khoa học, tức là một tập đoàn khoa học, nhưng mà có thể nhiều người dân cũng còn chưa hiểu cái câu khoa học đâu. Đấy, bản thân em mà em nghe đến từ khoa học thì em nghĩ nó chỉ là nghiên cứu thôi. Lúc ban đầu em nghe đến cái từ khoa học mấy lần đầu thì em chỉ nghĩ nó là chỉ nghiên cứu thôi, thí nghiệm thôi. Đó, nhưng thực tế thì tập đoàn vừa là khoa học, vừa là công nghệ, vừa là trí tuệ nhân tạo, và đặc biệt đấy là đa ngành nghề, đa ngành nghề. Có một cái video ngày mai em sẽ gửi để chị Lan chia sẻ với mọi người. Đó là gì ạ? Đó là nãy chị Lan có đề cập đến là ở bên Dubai, mai mốt ở bên các nước sa mạc là người ta có thể xuất khẩu nông sản. Vì sao mà người ta có thể xuất khẩu nông sản được ấy, là tập đoàn UST của chúng ta có hai cái sản phẩm, đó là cái Monterra, đúng không ạ, và cái chai nước, một một đằng là bột với một đằng là nước. Thì bản thân cái nước đấy ấy, là có thể là trồng rau trồng cây mà tốt. Và đặc biệt là tối mai nếu ai xem livestream thì người đó sẽ được biết được là cái công nghệ đó để trồng cây và cái mức thu nhập, cái mức thu hoạch của nó, năng suất nó cỡ nào. Xin thêm một tí nữa, đó là cảm ơn thầy tột khán tuyệt đỉnh cô Phong. Hình như cái tiếng này hình như là tiếng Hán cho nên là em đọc em cũng chưa hiểu. Cảm ơn thầy. Còn cũng thay mặt rất nhiều anh chị em cổ đông người Việt Nam, cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe. Thầy cũng cho đi và thầy cũng rất là tâm huyết với tập đoàn. Nếu thầy có dịp về Rạch Giá Kiên Giang thì con xin phép được mời thầy một bữa cơm chay. Đấy, thầy thích lắm, nói chuyện với thầy thích lắm luôn đấy, bởi vì thầy rất là tích cực, mà mỗi một cái lời nói của thầy nó mang cái tính trí tuệ cao lắm quý cô chú anh chị ạ, nhưng mà lại rất là
hòa đồng, rất là thân thiện. Đấy, đấy là điều mà Lan cảm nhận được mà khi gặp thầy, vô cùng tuyệt vời. Con cảm ơn thầy, Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Bây giờ thì chúng ta cùng suy nghĩ lại nhé. Tất cả những thứ mà chúng ta cho nó là rủi ro, nó rủi ro thì thường thì nó lại là không rủi ro, nó lại khá an toàn. Chúng ta thấy ví dụ như là cổ phiếu của chứng khoán, chúng ta biết là như vậy, quy luật 90 10, tức là ví dụ như 1.000 người chơi thì 900 người là bị lỗ, chỉ có 10 người thắng, nhưng mà đôi lúc thì lại chỉ còn có 5% để thắng thôi. Cho nên chúng ta biết là cái thị trường đấy nó vô cùng khắc nghiệt, nhưng mà để thắng được thì chúng ta phải có kiến thức. Trong cái nền kinh tế toàn cầu thế kỷ 21 đầy biến động này, chúng ta vẫn nghe thấy ở trong những cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hay là VTV1, những cái chương trình đài truyền hình trung ương, chúng ta nhận thấy người ta nói cái cụm từ đó là gì? Thế kỷ 21 đầy sự biến động. Đúng vậy. Nó biến động đủ thứ, bởi vì sao? Cái tốc độ mà ở ngoài vận hành của vũ trụ ở ngoài kia cực kỳ nhanh, nó nhanh đến vô cùng luôn. Chúng ta không thể theo kịp, tất cả các hệ thống càng cồng kềnh bao nhiêu của chúng ta càng không theo kịp bấy nhiêu. Chính vì vậy chúng ta thấy những cái văn bản luật, khi ra văn bản luật rồi thì lại phải ra văn bản dưới luật, rồi lại còn rất nhiều những cái văn bản bản pháp quy vân vân. Đấy, đấy là riêng về luật. Thế thì chúng ta mới nhận thấy như thế này, sự nghiệp của chúng ta nằm trong tay của chúng ta. Khi chúng ta biết như thế rồi thì chúng ta có làm chung chăm chỉ trung thành đến bao nhiêu, nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, nhưng cái nỗ lực đấy nó không đúng theo cái vận hành, theo cái xu thế của xã hội thì chúng ta sẽ bị đào thải, điều đó là chắc chắn. Giống như này, chúng ta đi đến cái điểm về đích, thế nhưng mà đi ngang đường chúng ta rẽ ngang rẽ trái thì không bao giờ chúng ta đến đích sớm được bằng cái người người ta chỉ chăm chú người ta đi. Nhưng mà muốn chăm chú đi được, đi đi thì phải đúng đường, thì chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải có cái quan sát, chúng ta phải có ghi nhận, và đặc biệt là chúng ta phải khát khao. Chúng ta khát khao để chúng ta cắm cái mục đích, cắm trúng cái quả của nó. Ví dụ chúng ta đi làm công ăn lương đi, điều gì đảm bảo là chúng ta được thăng chức và tăng lương đều đặn? Thế nhưng mà trong cái quá trình chúng ta chăm chỉ, có khi là chúng ta lại được nâng lương trước thời hạn. Điều đó là điều đương nhiên, đúng không ạ? Sự cố gắng của mọi người đều có những phần quà. Sau những cái bài học đều có phần quà. Đấy. Tuyệt đỉnh là đỉnh núi, cô là đơn độc vì không đỉnh nào cao bằng, và Skyway cũng được. Trời ơi, cái tên của thầy như thế này thì đúng là tuyệt đỉnh luôn. Đấy, Tuyệt thầy đỉnh. ghi là em like với quý của chú, anh chị có nhìn ra chữ của thầy rất là trí tuệ luôn. Tuyệt đỉnh là đỉnh núi, cô là đơn độc vì không đỉnh nào cao bằng. Thế thì không đơn độc đâu thầy ơi, phong là cảnh vật, tức là đỉnh trên đỉnh phong cảnh. Vâng, và cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn thầy đã ủng hộ tường của Facebook của Lan ạ, của con ạ. Và một cái điều nữa là chúng ta nhớ, nếu như mà chúng ta không dám mà chấp nhận rủi ro ấy thì sẽ có một lúc, đến một lúc nào đó Lan đang từng đọc được trong bài báo là Nhật là người ta đã thực hiện vào những cái năm 1980, khi đưa ra một câu hỏi cho các đối tượng mà để khảo sát ấy, gồm các cụ ông cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, thì cái câu của người ta hỏi là gì? À, ông hay bà ước mình có thể làm được nhiều, làm được gì nhiều hơn ở trong cuộc đời này? Thì ba câu thường thấy nhất đó là gì? Một là để lại nhiều thứ hơn cho thế hệ con cháu, hai là chiêm nghiệm bản thân hơn, và ba nếu có thể được thì liều lĩnh hơn. Cái từ liều lĩnh nhé, quý cô chú anh chị phải thấy cái từ liều lĩnh. Vâng,
Cảm ơn thầy rất là nhiều. Hai nhà khoa học huyền thoại Leonard da Vinci, Nikola Tesla, và một là Leonard da Vinci, hai là Nikola Tesla, cùng với ba là ngài chủ tịch Unitsky, là đẳng cấp hơn, bốn mới đến Albert Einstein, và năm là đến Stephen Hawking, là hai vị vẫn thấp hơn ngài Unitsky một bậc. Và Skyway, là đỉnh của đỉnh. Con cảm ơn thầy, cảm ơn rất là nhiều đấy, quý của chú anh chị nè. Em lại ghi nhớ cái này nhé, đây chính là của thầy đấy. Tức là ngài Anatoly Zelensky của chúng ta chỉ đứng sau đó là Leonard da Vinci và Nikola Tesla. Nikola Tesla chính là cái hãng Tesla bây giờ mà Elon Musk đấy đang mua lại đấy. Như vậy Elon Musk là mua lại. Còn đấy, Leonard da Vinci này, Nikola Tesla này, và ba là ngài chủ tịch của chúng ta đã đứng thứ ba. Con số 3 của sự vui vẻ thầy nhỉ. Con số 3 của sự vui vẻ, con số 3 của một con người mà có trí tuệ bác học. Đấy. Unitsky đẳng cấp hơn. Đấy. Hơn cả Albert Einstein. Albert Einstein cũng là một người vô cùng tuyệt vời rồi. Và những cái phát minh của ông bây giờ đó chính là tình yêu thương và lòng biết ơn á. Trong cái lá thư gửi cho con gái thì chúng ta thấy là nhà khoa học này nhưng mà vẫn đứng xếp sau ngài chủ tịch của tập đoàn Unitsky Systems Technology Inc. Và số 5 là Stephen Hawking. Đấy, hai vị này vẫn thấp hơn chủ tịch của chúng ta, vô cùng tuyệt vời. Con cảm ơn thầy, đây là một trong những cái mà cho biết được rằng là thầy đã nghiên cứu vô cùng nghiêm túc, và thầy đã tìm ra, thầy đã nhận định được cái đẳng cấp của chủ tịch Anatoly Zelensky, một con người vô cùng tuyệt vời. Năm nhà khoa học chữ danh xuyên thấu cổ kim của nhân loại đấy, quý cô chú anh chị thấy chưa? Cảm ơn thầy ạ. Vâng ạ, đấy, chúng ta ghi nhớ này, năm nhà khoa học chữ danh xuyên thấu cổ kim của nhân loại. Như vậy thì cái sự mà quan tâm sâu sắc không phải thầy là một con người cực kỳ sâu sắc, quý cô chú anh chị thấy không? Thì tại sao mình không đi những người thành công như này, tại sao mình không đi theo những người thông minh? Bởi vì nếu như mà chúng ta thấy là đi cùng với ai biết ngay, tôi sẽ biết bạn là ai khi tôi nhìn ra bạn của bạn. Đấy, chúng ta đi với 5 người thành công chúng ta sẽ là người thứ 6. Chúng ta đi với 5 người thông minh sẽ là người thứ 6. Vậy thì sẽ mong được diện kiến thầy nhiều hơn ạ. Thầy nhé. Đó. Thấy là thầy tuyệt vời không? Đấy. Thầy có dạ. Thầy có kiến thức rất là rộng. Hôm nay nghe thầy bình luận mà con cũng toát mồ hôi. Phải xem đấy. Đấy, thấy chưa? Tiến sĩ kỹ sư ở ngoài đi. Nếu như mà đấy, chúng ta thấy là trí tuệ của người Do Thái nói gì? Đó là gì? Nếu như mà trí tuệ của anh kêu là anh là người có trí tuệ. Thực ra là các thầy giải nghĩa cái từ trí tuệ và cái trí thông minh. Rồi tất cả các thứ nó rất là thâm thắc. Rất là thâm thúy và sâu sắc. Tuy nhiên thì do là con được học nhiều thứ cho nên là đôi lúc là xóa những cái gai chưa hết, thì chắc chắn là phải diện kiến các thầy thật nhiều để tăng cái sự hiểu biết của mình lên. Còn con cũng xin phép thầy với tất cả những cao nhân ở ngoài kia, phải dùng từ cao nhân, đó là gì? Nghe thì quên, nói thì nhớ, mình làm thì hiểu. Cho nên là khi mà chúng con đã bước ra đây rồi, có nghĩa là đã vượt qua được bản thân. Cho nên thầy có thấy không, chúng con cũng vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vượt qua được cái nỗi sợ của bản thân, vượt qua khỏi cái mà mình cho là rủi ro, để chúng con trao truyền những cái giá trị ở bên ngoài cho những người mà không có thời gian để mà đọc đấy. Chúng con đọc được cái gì chúng con trao truyền ra cái đấy. Nhưng mà rõ ràng rằng là với góc nhìn của quý cô chú anh chị và tất cả mọi người thì sẽ thấy rằng đây là những cái câu từ để mà truyền cảm hứng, truyền động lực cho quý cô chú anh chị. Bởi vì khi chúng ta biết chúng ta là ai và khi chúng ta biết được điều gì mà mang lại cái lợi ích cho chúng sinh, lợi ích cho người, lợi ích cho mình thì hãy làm đi. Đấy, hãy làm đi.
rất ngại ngùng và không đủ bản lĩnh để tham gia live trực tiếp với mọi người. Cô Lan và mọi người thông cảm. Thế thì ngày mai thầy phải lên live rồi. Thầy phải chiến thắng được cái nỗi sợ này. Bởi vì mọi người đang rất mong muốn được tiếp nhận những cái tuệ đi. Những cái trí tuệ, những sự thông thái của thầy. Thôi, những sự thông thái của thầy. Đấy, rất là cảm ơn thầy. Vô cùng tuyệt vời. Xin phép chị Lan Như vậy một phút. Em Em nói xin đi. phép chị Lan mời thầy live stream một bữa để cho nhiều nhiều các sư thầy, nhiều các sư thầy trên đất nước Việt Nam mình có rất nhiều các sư thầy. Thực tế thì em live cũng giống như con live, cũng có chia sẻ cho các sư thầy, nhưng các sư thầy cũng còn đang rất là ngại ngùng. Cũng đang ngại ngùng. Vì chính vì thế cho nên là hy vọng là sẽ có một bữa thầy có thể là dành một ít thời gian thầy chia sẻ. Chắc Rất là chắn cảm là ơn thầy. chắc chắn là cái mong muốn của em like cũng là mong muốn của tất cả quý cô chú anh chị ở đây, và con cũng mong muốn là một lúc nào đó là thầy sắp xếp được thì thầy truyền động lực cho bà con ở ngoài để mọi người thấy được rằng là cái công nghệ này đây là một trong những cái mà của một nhà khoa học mà chúng ta thấy đấy, thầy đã sắp xếp đó là đứng thứ ba, bởi thầy bảo là thông kim cổ, có nghĩa là từ xưa đến nay, và đây chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 đã nói rằng đây là con người của tương lai và đây là một món quà mà vũ trụ trao tặng cho nhân loại, quả là tuyệt vời. Và người thành công, chúng ta hãy dám chấp nhận giống như người thành công, đó là gì? Hãy dám chấp nhận rủi ro có cân nhắc, rủi ro mang lại cơ hội chiến thắng cao, và chúng ta quản trị được rủi ro là chúng ta chiến thắng. Và khi mà người chơi nắm lợi thế rồi thì không còn rủi ro nữa, chúng ta đang là người nắm lợi thế, bởi vì chúng ta chỉ có vài đồng lẻ thôi, còn nhà khoa học á là có cả một sự nghiệp, ngài có cả, người ta nói là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng, cái danh nó là quan trọng. Cái danh nó cũng rất là quan trọng đối với những người mà thực sự đứng ở trên cao, những con người mà có trí tuệ vô cùng thông thái và uyên bác. Đấy. Thế thì chúng ta đã biết được điều này rồi thì hãy bắt đầu đi với cô chú anh chị. Chiến thắng trong tầm tay của chúng ta rồi. Khi mà chúng ta là người làm chủ chính chúng ta quản trị được rủi ro của chúng ta quản trị được và chúng ta biết hướng chảy của dòng tiền. Hướng chảy của dòng tiền hiện nay là đâu? Chúng ta phải biết tất cả những cái gì mà chúng ta giải quyết được những vấn đề của xã hội thì đó chính là hướng chảy của dòng tiền. Và hướng chảy của dòng tiền này dù có bất kỳ cái gì đi chăng nữa thì chúng ta phải biết được rằng là cái hướng chảy đấy là dòng tiền nó xô về đấy thì chúng hãy đến đấy mình đấy. Biết nó rồi mà lại thờ ơ với nó, trở thành con người giống như là một, ở đây không phải so sánh là chúng ta với lại cái đàn bò đâu ạ. Ta nhớ nhé, tất cả những cái sự so sánh đều khập khiễng, nhưng chúng ta thấy không, khi mà chúng ta nhìn thấy đồng loại của chúng ta, khi chúng ta nhìn thấy con cháu của chúng ta sẽ bị đe dọa về mạng sống mà chúng ta đứng yên thì chúng ta lúc này không phải con người nữa, là thứ gì chúng ta tự biết. Còn bây giờ chúng ta biết rồi thì hãy gì, cảm nhận bằng trái tim mình đấy, mà lại được các thầy, mỗi một con người mà đã có bao nhiêu năm rời xa cái thế giới phù du ở bên ngoài để đi về cái bản thể tâm linh, để rồi thầy đang nhắn nhủ cho chúng ta đấy, thầy đang chỉ đường vẽ lối cho chúng ta đấy, mà chúng ta vẫn không nhận ra, thì cũng có thể nói rằng
cái nghiệp của chúng ta vẫn bị che mờ, vẫn bị che mờ. Hãy cố gắng nỗ lực để chúng ta trở thành những người sống có ích. Đấy, sống có ích. Quý cô chú anh chị, cái chiến thắng trong tầm tay, nó không còn rủi ro nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nó rồi, mà tại sao mình cứ thờ ơ, mình cứ phù du với nó. Đấy. Đã đến lúc chúng ta cần mạo hiểm hơn. Và con người không bao giờ khám phá ra đại dương nếu như không đủ dũng khí để dong buồm ra khỏi đất liền, cũng giống như Columbus. Nếu như ông ấy không dong buồm ra đại dương thì làm sao phát hiện ra một châu lục nữa. Chúng ta phải biết ơn những con người như vậy, và có thể họ chính là những thiên thần mà vũ trụ gửi xuống với con người. Tuy nhiên thì tất cả những điều gì xảy ra với chúng ta, nó đều có lý do và mục đích. Cũng giống như mỗi con người của chúng ta đều có sứ mệnh. Cũng giống như mỗi thứ chúng ta phát minh ra đều có sứ mệnh. Ví dụ, phần mềm Zoom chính là sứ mệnh kết nối mọi người khi dịch COVID tràn về. Và sau phần mềm Zoom thì có rất nhiều những cái phần mềm khác. Và hiện nay là kỹ thuật số ra đời để làm gì? Để phục vụ chúng ta tốt hơn. Đấy. Tất cả mọi thứ đều diễn ra và nó được sinh ra đời bởi vì nó mang sứ mệnh và nó có mục đích của nó. Nó có cái lợi ích để sử dụng nó. Ví dụ, chúng ta hãy sâu chuỗi lại nhé. Đầu tiên là điện ra đời, đúng không ạ? Điện thay thế cho đèn dầu. Thế nhưng mà điện thì người ta lại tiếp tục là gì? Để truyền điện tín, đúng không ạ? Và điện bây giờ chúng ta truyền internet, thử không có điện xem internet có sử dụng được không. Đó, cứ cái nọ nó kế thừa cái kia, cái nọ nó kế thừa cái kia. Chúng ta phát hiện ra máy bay, chúng ta phát hiện ra vũ trụ. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy giao thông cấp 1 nó mang lại nhiều cái mà nó không phù hợp. Chúng ta phải thay đổi. Thay đổi đó là gì? Đó chính là giao thông cấp 2. Và chính vì vậy, ngài Anatoly Zhukovsky, người đứng thứ 3 trong các nhà khoa học lỗi lạc của mọi thời đại, như là thầy Tánh, thầy Nhuận Không đã nói, thì chúng ta biết được là tất cả cái nọ sinh ra đời để nối tiếp cái kia, và tất cả nó đều mang một mục đích, đều mang một sứ mệnh. Và chúng ta là những cánh tay nối dài. Hãy cho cái sứ mệnh của những con tàu ra cứu người sớm hơn. Hãy cho sứ mệnh của những cái mùn tera ra đời để người dân châu Phi không còn chịu đói khổ, rét mướt nữa. Chúng ta hãy chung tay với ngài Chủ tịch quý của chú anh chị. Như thế là chúng ta được làm từ thiện đỉnh của đỉnh. Và khi chúng ta đã có tài chính rồi, tức là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ ngày một mạnh mẽ và hùng cường hơn, bởi vì chúng ta có những người dân giàu có. Chúng ta sẽ lo được cho quê hương đất nước và lo được cho nhiều người hơn nữa. Và như thế thì chúng ta trở thành cường quốc, và rõ ràng chúng ta sẽ không bị đe dọa nữa bởi sự xâm lấn của những kẻ mạnh. Người ta mạnh vì người ta có tiền. Chúng ta phải biết điều đó. Cho nên là ngày hôm nay đến giây phút này vẫn còn có rất là nhiều người đang xem livestream của hai chị em Lan và Lai, và con xin được cảm ơn thầy thầy Tánh, thầy Nhuận Không, thầy Phát Xanh, thầy Nhuận Không với một cái tên rất là tuyệt vời, với cái tên thầy đặt ở trong cái nick Facebook của thầy, đó là Tột Kháng Tuyệt Đỉnh Cô Phong. Đấy, có nghĩa là một con người như vậy đứng trên cao để mà nhìn. Và đứng trên cao để mà nhìn thì chúng ta thấy được rằng là thầy đã giải thích chúng ta, thì chúng ta phải biết được đây chính là những con người tuyệt vời. Ngoài kia còn nhiều cao nhân lắm. Cho nên là chỉ mong rằng những cái live stream như thế này, với cô chú anh chị hãy cố gắng xem, và sau đó để chúng ta mở rộng góc nhìn ra, để chúng ta có được phát triển về gì? Thân tâm trí. Thân tâm trí chúng ta, cái tâm trí về góc nhìn nó rộng ra, nó đứng ở trên cao của vấn đề, chúng ta sẽ nhìn thấy
rất là nhiều góc cạnh khác nhau, và cuộc sống này rất là muôn màu, rất là lung linh, nhưng nó sẽ đẹp khi mà chúng ta đi đúng hướng, khi mà chúng ta có một cái xã hội tất cả vì mọi người. Và mong rằng những cái live stream sau sẽ được chia sẻ cái góc nhìn về những cái lĩnh vực mà để cho quý cô chú anh chị dám chấp nhận, để cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, dư giả và đủ đầy như chúng ta mong muốn. Và xin được cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã có mặt trong livestream ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng mong quý cô chú anh chị hãy thả tim và share về các tường Facebook, Zalo, các trang mạng xã hội để chúng ta lan tỏa giá trị này cho tới tất cả cộng đồng của chúng ta, để mọi người trở nên là hạnh phúc và thịnh vượng như là điều mong muốn. Và nhớ, rủi ro lớn nhất của chúng ta là không dám chấp nhận rủi ro. Và nhớ, rủi ro nó là một mặt trong cuộc sống. Chúng ta thấy rằng mặt tốt thì có mặt xấu, rủi ro thì có thắng lợi. Vậy thì hãy chọn cho mình, quyền lựa chọn ở mình, lựa chọn cho mình cái tốt nhất. Hãy lựa chọn cái tốt nhất cho mình. Và cái tốt nhất hiện nay để chúng ta thay đổi bức tranh tài chính là hãy tranh thủ trong một ngày nữa, để chúng ta có được cái phiếu rẻ nhất 600, tức là 6 triệu, là 250 đô, là chúng ta sở hữu khối tài sản là 20.000 cổ phần, 500 đô chúng ta sở hữu 40.000 cổ phần, và 1.000 đô chúng ta sở hữu 80.000 cổ phần, trả góp hay trả thẳng như nhau. Và để chúng ta đón Giáng sinh, bởi chúng ta đã tích lũy tài sản cho chúng ta, để chúng ta làm giàu có cho bức tranh tài chính của gia đình chúng ta. Mong rằng quý cô chú anh chị đón nhận và hành động ngay. Nhớ này, ba thứ, ba chữ T này. Một, dám chấp nhận thất bại. Hai, tăng tư duy của mình lên. Ba, đó là gì? Đó là gì nhỉ? Em ra nhỉ? Ba, đó là cái gì? Đó là trí tuệ hả? Chị mà nói là tư duy mới lại trí. Ba thứ quý cô chú anh chị nào còn nhớ không? Ba thứ bí quyết của ba chữ T, bí quyết của ba chữ T: một là dám chấp nhận thất bại, hai là phát triển tư duy của mình, và ba là gì? Cái gì thì nó mới hiểu. Nhớ này, nói nghe thì gì, quên, nói thì nhớ, làm thì hiểu. Làm ở đây chính là thực hành. Hãy thực hành luôn, thực hành ngay lập tức, thực hành bằng cách hãy gọi cho những người chia sẻ video clip này về cho quý cô chú anh chị được biết đến, đó là những người dẫn duyên đấy ạ. Hai là hãy nói chuyện trực tiếp, gọi điện hoặc là Messenger cùng với Lan hoặc em Lai, hoặc là thầy thầy nhận không hoặc là những người mà đang xem TV đây, mở ra mà nhìn thấy con tàu là chính những người đó đấy. Vâng đấy, hãy gọi điện cho chính những người đó. Những người đó chính là những người sẽ giúp cho quý cô chú anh chị thay đổi bức tranh tài chính của mình ngay từ lúc này. Hãy thực hành ngay, nhớ nhé. Ba thứ này: dám chấp nhận rủi ro để gì, để thành công bằng cách gì? Thực hiện ba chữ T. Chữ T thứ nhất là dám thất bại, nhưng không thất bại đâu. Cái thất bại ở đây đó là gì? Chúng ta bỏ được cái tôi của chúng ta chấp nhận cơ hội đó. Thứ hai là phát triển tư duy của chúng ta, phát triển lên. Và cái thứ ba là thực hành. Cái này là giúp cho tất cả mọi người đấy, giúp cho tất cả mọi người ở trong tất cả các lĩnh vực. Còn riêng về bức tranh tài chính hiện nay, hãy gọi điện cho những người đó để chúng ta thực hiện luôn. Hãy mở tài khoản luôn đấy. Một, mắt tuệ sáng trí tuệ. Vâng. Hai, lý tánh thông học hỏi vô cùng tuyệt vời. Ba, trí kiên cố kiên định. Vâng ạ.
Ba thứ này có thể thay thế ba chữ T của cô Lan Cá Mập về Skyway được. Vâng, vô cùng tuyệt vời ạ. Đúng rồi, phải có trí tuệ đầu tiên. Đấy. Nếu như chúng ta làm ở ngoài kia, chúng ta muốn tránh được cái thất bại thì chúng ta phải có trí tuệ, tức là chúng ta phân định được cái này đúng hay sai, cái này nên hay không nên. Đó chính là trí tuệ. Vô cùng tuyệt vời, con cảm ơn cô. Thứ hai là lý tánh thông, tức là học hỏi. Vâng, hãy học hỏi mọi người. Hãy học hỏi những người thành công nhé. Những người thành công, hãy học hỏi những người thành công. Hãy hỏi họ. Đấy, hãy biết chọn người để hỏi hỏi những người thành công. Bởi vì Robert Kiyosaki đã nói rồi, nếu như những người mà hay cho lời khuyên nhất chính là những người nghèo như mình, là hay cho mình lời khuyên nhất. Cái thứ ba là cái lời khuyên là làm hay không làm đấy, thường là người ta khuyên không làm đấy, tức là giống như mình đấy. Ba là ý chí kiên cố, hay nói đó là sự kiên trì kiên định với mục tiêu mình đã chọn, tức là mình khi đủ trí tuệ đấy, tức là thông nhãn này, đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ gì, sẽ chọn được cái con đường mình đi và hãy bền gan với con đường đó đấy. Và cái con đường để thay đổi bức tranh thì chính ở đây là gì, chính là con đường làm cổ đông của UST. Còn nếu chúng ta thấy ý nghĩa hơn nữa thì chúng ta hãy trao truyền giá trị này, còn không chúng ta chỉ là cổ đông thôi, không phải kéo ai cả, không phải kéo vào thì mới như thế này, không có. Bây giờ chúng ta nhớ là nó không phải là đa cấp bình thường mà nó là gì, của phân quyền. Cái này thì Lan đã nói rất là nhiều. Con cảm ơn thầy, cảm ơn, vô cùng cảm ơn thầy nhận không, cảm ơn thầy lắm lắm luôn. Thế thì với cũng là của em Lai và của tất cả mọi người thì kính xin thầy hôm sau thầy có thể cùng lên livestream với lại con cùng với lại em Lai và các cô chú anh chị được không ạ? Đấy. Cái này thì con sẽ hỏi thầy, bao giờ thầy gật đầu. Rất là Chào chị cảm ơn thầy. Bốn Nguyễn, chào Phương Anh. Ba thứ thầy cho vô cùng tuyệt vời luôn đấy ạ. Vâng ạ, tuy nhiên thì vẫn nhớ nha, vẫn quý cô chú anh chị vẫn nhớ, làm bất kỳ việc gì chúng ta dám chấp nhận rủi ro, dám chấp nhận thất bại đi đấy. Bởi vì là sao, bởi vì chúng ta đã dám chấp nhận tức là chúng ta đã quản lý được nó rồi đó. Thì đánh không tham gia thầy nói đến đây thì con đã hiểu. Vâng ạ, tức là quý cô chú anh chị mình thầy chỉ có thể là đi qua đây để mà nói cùng với mình thôi, chứ còn đi lên mà ngồi thì chắc có lẽ là không. Thì chúng ta thông cảm đấy, chúng ta thông cảm, rất là yêu quý thầy, yêu quý thầy vô cùng luôn đó. Rất Cảm ơn cảm ơn thầy. thầy, Nếu cảm ơn thầy rất thầy nhiều. có tiếp thì thỉnh thoảng thầy vào xem và ủng hộ cho ông. Đấy, thầy dẫn Thầy ủng cho bao nhiêu hộ. câu đấy, quý của chú anh chị thấy hôm nay này ta nhận được bao nhiêu cái thông thái của thầy. Bây giờ không muốn rời livestream nữa. Mong muốn thầy thầy tức là chờ chờ mong thầy tiếp tục, thầy like, thầy comment. À, trong Status lúc của chờ đợi thầy quá. để em xin đọc lại cái câu này của thầy, em thấy rất là hay. Đó là một là mắt tuệ sáng, tức là trí tuệ; hai là lý tánh thông, tức là học hỏi; ba là trí kiên cố, tức là kiên cường, kiên định. Đấy, ba thứ này có thể thay thế ba thứ của cá mập Lan. Cá mập, em rất là tò về có người chị, một người chị giáo viên, không chút nào, một người chị giáo viên không bình thường một chút nào. Em cũng qua một cái nhiều cái livestream của hai chị em, thì chị em mình đóng góp cái hiểu biết, những cái chị em mình đã từng được trải qua đó, đã từng được đón nhận, để lan tỏa cho đến cộng đồng người dân Việt Nam đó. Và đặc biệt thì em vẫn gì em vẫn rất là muốn được rất nhiều các thầy các cô, vì các thầy các cô là làm ở bên ngành giáo dục là cái mức thu nhập nó vẫn còn thấp đó, cho nên là em cũng hy vọng rất là nhiều nhiều
các thầy các cô có thể là bỏ một ít thời gian ra để tìm hiểu về cái cơ hội này đó, để đón nhận, để đón nhận, và không không phải đơn giản là chỉ một ít đâu, mà có thể tập đoàn này sẽ là gì ạ, sẽ là tồn tại hàng trăm năm. Vậy có nghĩa là con cháu của tất cả mọi người sẽ được đồng hành cùng với tập đoàn đó. Đó là một cái tin mà trước sau gì cũng như vậy thôi. À, đó cũng chính là cái ước mong của tất cả mọi người, không chỉ các thầy cô giáo mà tất cả những quý vị phụ huynh ở tất cả các ngành nghề khác nhau. Chúng ta nhớ ba cái phương pháp đầu tư tư duy, và nó đặc biệt là nó ở bên cái mảng mà về tài chính. Thì chúng ta nhớ cái thứ nhất, để mà thành công thì như thầy Tánh đã nói ba cái chữ T đấy rồi, mà chúng ta còn có là một là học, học nữa và học mãi. Học ai? Học những người thành công, học những người thành công. Cái thứ hai là chúng ta gì, sóng tim gần hơn sóng não, cho nên giữ cái đầu lạnh và một trái tim nóng, để chúng ta có khả năng quan sát nhìn nhận, khả năng đánh giá vấn đề, khả năng suy nghĩ và lựa chọn, khả năng quyết định cái thời điểm nào hành động, khả năng cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, rất nhiều những cái kỹ năng ở trong đây. Tuy nhiên, chúng ta nhớ là đối với UST thì hãy hành động và thực hành ngay đi. Và cái thứ ba đó, đó là gì? Thực hành là người thầy tốt nhất của chúng ta. Thực hành là người thầy tốt nhất của chúng ta. Chúng ta phải thực hành. Đấy. Thực hành, và bây giờ hãy thực hành ngay đi để chúng ta thay đổi bức tranh tài chính của mình. Vâng, và bây giờ thì xin được tạm biệt, tạm biệt thầy Nhuận Không, tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Và đến cái giờ phút này chúng ta vẫn còn ở livestream, tuy nhiên thì cái thời lượng nó cũng khá là dài rồi, gần gần là từ lúc mấy giờ, từ lúc 7 giờ, 8 giờ đến 9 giờ, hơn 2 tiếng đồng hồ chúng ta đã trao đổi về vấn đề rủi ro và dám chấp nhận rủi ro ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Bởi vì từ khi sinh ra đời, trong cái kiếp một con người, trong một kiếp người của chúng ta, thì chúng ta đều phải có tất cả mọi thứ nó đều đi với nhau. Cho nên hãy chọn những mặt tích cực để cho chúng ta tiến tới, và để thay đổi bức tranh tài chính của chúng ta, thì chúng ta vận dụng những cái này, chúng ta thực hành luôn. Và ngay ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được một cái tài sản vô cùng lớn, và khi ấy thì nó sẽ thay đổi bức tranh tài chính của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy mọi việc rất là dễ chịu và hạnh phúc, luôn luôn mỉm cười với chúng ta khi chúng ta có những quyết định đúng, quyết định để chúng ta như vậy là nâng tầm tư duy, nâng tầm trí tuệ của mình lên, nâng cái sự hiểu biết của mình lên, tức là có kiến thức về những điều mà chúng ta mong ước đến, đặc biệt là về tài chính. Phải có kiến thức, phải có hiểu biết, mà muốn có được thì thầy cũng nói, tức là phải là học hỏi, chúng ta phải học hỏi đến vô cùng. Đấy, học học nữa và học mãi, và sau đó là chúng ta phải thực hành. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn và gửi lời yêu thương tới tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Con xin được cảm ơn thầy, và xin chúc thầy cũng như quý cô chú anh chị một cái giấc ngủ ngon, và thầy sẽ trao truyền những cái giá trị này cho tới các Phật tử. Và còn lại tất cả chúng ta thì hãy cố gắng trao truyền những cái giá trị này cho những người chúng ta thân yêu nhất, để cho chúng ta nắm giữ cổ phần gốc, bởi vì hiện tại nay thì cổ phần gốc của tập đoàn này không còn mấy nữa, rất nhanh thôi đấy. Và nếu như tính toán không nhầm thì sang bắt đầu tháng 1 của năm sau sẽ có rất là nhiều những cái biến động mà nó rất là tốt đối với lại các cổ đông và các đối tác của tập đoàn Unisys Exchange Technology NC. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream sau. Cảm ơn chị Lan, chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn thầy.